Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 621, trở về Đông Hải. Chu Dương cũng không tiếp tục ở lại trong phòng nữa, anh bước ra khỏi cửa phòng, xoay người đi đến phòng của Tạ Linh Ngọc. Lúc này, Tạ Linh Ngọc đang ở trong phòng, ngoài cô ra còn có Thẩm Bích Quân, Trần Hân, Tôn Liên cũng ở đó. Chu Dương đi vào, nhìn thấy nhiều người như vậy thì ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Những người khác còn dễ nói, dù sao mọi người đều đến từ Đông Hải cùng với nhau, lần này trở lại Đông Hải, đương nhiên sẽ đi cùng nhau. Nhưng còn Tôn Liên, bà ấy là người phụ trách quỹ đầu tư thời thượng ở Tương Tây, năm mới bà ấy không ở Tương Tây, lẽ nào muốn cùng mọi người trở về Đông Hải hay sao? Tôn Liên dường như đã nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Chu Dương, liền mỉm cười nhẹ nhàng nói. Lần này, coi như tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ lễ, ra ngoài vui chơi. Đã rất lâu rồi tôi không tới Đông Hải, lần này sẽ đi cùng với mọi người đến Đông Hải thăm thú xem. Lời giải thích của Tôn Liên nghe thì không cảm thấy có vấn đề gì. Nhân viên công ty bình thường vẫn được nghỉ phép năm, chưa nói đến một bà chủ như Tôn Liên, muốn nghỉ phép năm lại chẳng phải quá dễ dàng đơn giản hay sao. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận suy xét những lời của Tôn Liên, Chu Dương cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Đất nước rộng lớn như vậy, Đông Hải lại không phải thành phố du lịch, Tôn Liên nói như vậy, rõ ràng có chút khiên cưỡng. Hơn nữa giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào có một số vướng mắc không rõ ràng khiến Chu Dương không thể không suy nghĩ linh tinh, không thể không nghĩ nhiều hơn. Vì dù sao chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Đến lúc đó Tôn Liên đến Đông Hải, lẽ nào Trần Thế Hào vẫn định trốn tránh không gặp hay sao? Cho dù Trần Thế Hào trốn tránh không gặp, nhưng sau bao nhiêu ngày trôi qua như vậy, Tôn Liên cũng sớm tạo dựng được mối quan hệ tốt với Trần Hân rồi. Thậm chí theo như Chu Dương thấy, Tôn Liên và Trần Hân dường như đã trở thành mối quan hệ mẹ con rồi. Trong tình cảnh như vậy, bản thân Tôn Liên đã có ý, lại còn có thêm sự trợ giúp của Trần Hân mọi lúc mọi nơi nữa. Chu Dương có thể nghĩ rằng Tôn Liên cầm trịch được Trần Thế Hào đã không còn là vấn đề gì khó khăn nữa, thậm chí có thể nói đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chu Dương không khỏi muốn bật cười khi nghĩ rằng một người cổ lỗ sĩ như Trần Thế Hào lại bị một người phụ nữ ép thành ra như thế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã thu dọn xong cả chưa? Ngày mai chúng ta sẽ trở về Đông Hải. Chu Dương cười nói, trực tiếp sải những bước dài đi vào phòng, đến bên cạnh Tạ Linh Ngọc và ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Đồng thời, trong phòng này hình như toàn là phụ nữ mà anh là một người đàn ông lại cứ tùy tiện như không vậy. Có điều, đối với Chu Dương, mọi người đều đã quen rồi. Hơn nữa, mặc dù bình thường Chu Dương không qua lại nhiều với Tạ Linh Ngọc, nhưng không ai trong số những người có mặt tại đây không biết mối quan hệ giữa họ. Đã thu dọn xong rồi, Chu Dương, Tương Tây ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Bích Quân là người đầu tiên đáp lại, cô mỉm cười và cho quần áo vào trong vali. Chu Dương chỉ thản nhiên liếc nhìn quần áo trên tay Thẩm Bích Quân, tim anh lập tức đập thình thịch. Anh hoàn toàn không ngờ rằng giờ này mà Thẩm Bích Quân vẫn đang thu dọn quần áo. Hơn nữa, sau khi mình bước vào, cô ấy vẫn cứ như không có ai trong phòng vậy. Nếu là quần áo bình thường thì cũng không sao, nhưng Chu Dương không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại chẳng kiêng dè gì, cứ thu dọn đồ lót trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu điều này bị những người đàn ông khác nhìn thấy, đó không phải là một tổn thất lớn sao? Chu Dương không khỏi thầm than thở, Thẩm Bích Quân này hoàn toàn chả biết tí phép tắc nào cả, chẳng hề đoan trang một chút xíu nào. Trước mặt mình mà vẫn còn như vậy, thật là không thể tin nổi. Tuy nhiên, Chu Dương không ngờ rằng chỉ có mình là người duy nhất như vậy. Trong khách sạn này, ngoài một mình anh có thể xông thẳng vào căn phòng này mà không chào hỏi, những người khác căn bản không thể cứ thế mà xông vào được. Ngay cả ông chủ khách sạn Chu Thiều Hoa cũng không dễ gì mà được vào trong. Ha ha, tôi không ngờ quần áo của Linh Ngọc nhiều đến vậy, đến mức không thể thu dọn xong chốc nháng được. Tôi đang phải giúp cô ấy một chút đây. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Chu Dương, Thẩm Bích Quân cười và nói. Sau khi thu dọn xong đồ lót trong tay, cô không tiếp tục thu dọn nữa mà đóng vali lại rồi ngồi xuống. Lúc này Chu Dương mới kịp phản ứng lại. Đây là phòng của Tạ Linh Ngọc, có thế nào thì Thẩm Bích Quân cũng không thể thu dọn quần áo của mình ở đây được, đặc biệt là đồ lót. Vậy, thứ cô ấy vừa mới thu dọn là đồ lót của Tạ Linh Ngọc. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dương càng cảm thấy máu dồn lên não nhiều hơn. Tạ Linh Ngọc lại có bộ đồ lót gợi cảm như vậy, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Chu Dương. Có điều lúc này,
đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, Chu Dương sẽ không tự mình chuốc lấy phiền phức mà hỏi chuyện riêng tư như vậy. Ít nhất cũng phải quay lại Đông Hải, khi nào hai người ở riêng với nhau thì mới hỏi lại. Ừ, không sao đâu, yên tâm đi. Trong thời gian này, những chuyện ở đây sẽ do Diệp Phương phụ trách. Các vấn đề kinh doanh của các chi nhánh giai đoạn một cô ấy cũng sẽ xử lý. Chúng ta cứ yên tâm trở về Đông Hải đón năm mới vui vẻ đi. Chu Dương nói với vẻ không lấy làm bận tâm. Họ rời khỏi Tương Tây và quay trở lại Đông Hải. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả họ đều sẽ rời khỏi Tương Tây và quay trở lại Đông Hải. Trong số đó, Diệp Phương đã tuyên bố rõ ràng rằng cô ấy sẽ không trở lại Đông Hải, cô ấy sẽ đón năm mới ở Tương Tây và xử lý những việc có thể phát sinh, đồng thời cũng để giúp đỡ những chi nhánh giai đoạn y mới mở. Trong số đó mấy người Vương Đại Lục, Chu Hạo cũng sẽ không rời khỏi Tương Tây trong lễ hội mùa xuân. Chi nhánh của bọn họ vừa mới khai trương, vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều việc cần phải xử lý nên đương nhiên không thể để rời đi trong thời khắc quan trọng này được. Thôi được, nếu đã như vậy thì tôi yên tâm rồi. Thẩm Bích Quân dường như thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực mình, từng nhịp một, tựa hồ như đang thực sự lo lắng cho tình hình ở Tương Tây. Chu Dương lặng lẽ quay đầu đi, nhìn qua chỗ khác, không nhìn Thẩm Bích Quân. Người phụ nữ này thực sự quá quyến rũ, mỗi một hành động cử chỉ trước mặt mình đều tràn ngập sự cám dỗ. Cũng may là Chu Dương tâm tính kiên định, nếu không rất dễ bị Thẩm Bích Quân cho vào chồng, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và phạm phải sai lầm. Một ngày trôi qua thật nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc lên đường ra sân bay. Trước khi rời khỏi khách sạn, Chu Dương cũng chào tạm biệt Chu Thiểu Hoa, đồng thời nhờ vả Chu Thiểu Hoa, nếu như bên chỗ Tương Tây này có vấn đề gì, mong ông ấy có thể giúp đỡ một chút. Chu Thiểu Hoa không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Thái độ này nằm trong dự tính của Chu Dương, nhưng anh biết điều này không có nghĩa là Chu Thiểu Hoa thật sự thờ ơ với yêu cầu của anh. Dù thế nào thì hai người vẫn là họ hàng với nhau, sau này Chu Dương nhất định sẽ nhập tịch nhà họ Chu. Cho nên gần như có thể đoán được, nếu không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất, nhưng một khi xảy ra, Chu Thiểu Hoa sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Ít nhất, ông ấy sẽ kiểm soát cục diện trước khi Chu Dương trở về Tương Tây để nó không đến mức sụp đổ nhanh như vậy. Chương 622, về nhà. Sân bay quốc tế Đông Hải. 2 giờ chiều, Chu Dương cùng đoàn người xuống máy bay, nhìn sân bay quen thuộc, bầu trời quen thuộc và cả ngôn ngữ địa phương thân thuộc xung quanh, mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Nửa năm lưu lạc bên ngoài, cuối cùng cũng về lại Đông Hải rồi. Lần này có khá nhiều người trở lại Đông Hải. Ngoài Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, gia đình Trần Thế Hào, mấy người Tô Vĩ và vài người khác cũng cùng quay về. Chu Tổng, chúng tôi về nhà trước, đến Tết nhất định sẽ qua thăm anh. Vài người cùng đến trước mặt Chu Dương, kính cẩn nói. Trước khi quay lại Đông Hải một ngày, bọn họ cũng mới biết kết cục của Vương Vĩ. Những người theo Vương Vĩ phản bội Chu Dương lúc trước, ví dụ như Đinh Tuấn Phong, lại một lần nữa phản bội Vương Vĩ, đứng về phía Chu Dương, mà Vương Vĩ cuối cùng trở thành kẻ cô độc. Kết cục này khiến không ít người kinh sợ. Thủ đoạn giết người vô hình này của Chu Dương. Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội trở mình, khắp nơi đè ép khiến đối phương không thở nổi. Ừ, mọi người về đi. Chu Dương gật đầu, không nhiều lời. Đám người này đều muốn tham gia dự án phát triển chi nhánh lần thứ hai, nhưng bản kế hoạch vẫn chưa được phê duyệt. Lần này về Đông Hải muốn chuẩn bị thêm lần nữa, năm sau lại đến tỉnh Tương Tây. Đối với chuyện này, Chu Dương không có ý từ chối. Đợt thứ hai, bọn họ không đạt được, vậy thì có thể tìm kiếm đợt ba. Điều này là chuyện tốt với anh và cả công ty Danh Dương. Lão đại, em cũng về nhà đây, ra ngoài gần nửa năm rồi, bố em đã thúc giục từ sớm, không đi cùng mọi người được nữa. Tô Vĩ xoa đầu, cười nói. Nhìn theo tầm mắt cậu ta, mấy người Chu Dương cũng thấy bên ngoài sân bay đã có một đoàn xe chờ sẵn. Ở Tương Tây, có lẽ Tô Vĩ chẳng là gì, cũng không có thân phận tôn quý. Nhưng về lại Đông Hải, mọi thứ đều khác xa. Tô Gia là một trong số ít gia tộc lớn ở Đông Hải, mà gia chủ bây giờ của Tô Gia, chính là bố của Tô Vĩ. Tô Vĩ là đại thiếu gia chân chính của Tô Gia, người thừa kế vị trí gia chủ tương lai, địa vị đương nhiên không tầm thường. Một đoàn xe đến nghênh đón, Chu Dương nhìn rõ những nghi thức nhỏ nhặt, Tô Gia hoàn toàn có thể làm nó phô trương hơn. Tuy nhiên, đây đều là gia chủ Tô Gia Tô Thế Minh sắp xếp, Chu Dương cũng không nói gì. Được, cậu đi đi.
nếu có chuyện gì đều có thể đến tìm tôi. Chu Dương cười vẫy tay, thái độ với Tô Vĩ khác hẳn với những người khác. Tô Vĩ là đại thiếu gia của Tô gia, có sự hậu thuẫn của gia chủ Tô Thế Minh, tương lai có thể sẽ là lực lượng đắc lực để Chu Dương trở lại Chu gia. Mà bây giờ chính là lúc gia tăng mối quan hệ giữa hai bên. Chẳng mấy chốc, mọi người đã rời đi gần hết. Chu Dương liếc nhìn gia đình Trần Thế Hào. Bố con Trần Thế Hào, Trần Hân, còn cả Tôn Liên, tổng cộng ba người. Bọn họ đứng qua một bên, dường như cả ba người đều vô cùng yên tĩnh, không ai mở lời nói câu nào. Nhưng Chu Dương biết, bây giờ họ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là Trần Thế Hào và Tôn Liên, hai người xa cách 19 năm mới gặp lại, lời muốn nói, sợ là một ngày một đêm cũng không hết. Trần Tổng, hay là ông cùng Tôn Tổng về câu lạc bộ Silver Lake trước đi? Chu Dương thăm dò hỏi. Cũng được, cả ngày ngồi máy bay, cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi chút cũng tốt. Trần Thế Hào chưa lên tiếng, Tôn Liên đã khẽ gật đầu, nói rất nghiêm túc, tựa như bọn họ thực sự đã đi máy bay cả ngày và cảm thấy mệt lắm rồi. Nếu không thì, Trần Hân. Chu Dương nói tiếp, định dẫn Trần Hân đi. Như vậy, dù Tôn Liên muốn cùng Trần Thế Hào làm gì cũng không có trở ngại. Không cần đâu, Hân Hân ở cùng, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với con bé. Nhưng lần này, Trần Thế Hào xua tay thẳng thắn từ chối. Chu Dương lập tức im lặng. Bố người ta đã nói vậy rồi, mình lại không biết phải trái mà nhất quyết dẫn Trần Hân đi, hậu quả thật khó lường. Trần Thế Hào đã lên tiếng tất nhiên Chu Dương sẽ không nói gì nữa. Ngay sau đó, ba người Trần Thế Hào cũng rời đi. Lúc này, sân bay chỉ còn lại bốn người Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, và Ngưu Xuyên. Thế nào? Bây giờ chúng ta về thẳng công ty à? Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mỉm cười nói. Theo như bình thường, bây giờ mọi người nên về thẳng nhà. Thế nhưng, nghĩ đến tình huống đặc biệt của Chu Dương, Thẩm Bích Quân cảm thấy trong lòng hơi hốt hoảng, một ý nghĩ thoáng qua, buột miệng nói ra. Nói xong mới nhận ra mình như vậy có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi, gương mặt Thẩm Bích Quân đỏ bừng, muốn mở lời giải thích. Tuy nhiên lời nói sắp nói ra Thẩm Bích Quân lại kìm nén không giải thích nhiều. Dẫu sao, với trình độ của bọn họ, có vài câu, vài lời giải thích, một khi nói ra chính là giấu đầu hở đuôi. Chu Dương hơi chần chừ, thực ra anh muốn về nhà trước. Tất nhiên, không phải là nhà Tạ Linh Ngọc mà là nhà mẹ ruột của anh ở phía Nam. Sau khi Chu Dương có tiền, đã mua cho mẹ một căn biệt thự nhỏ ở phía Nam, còn mời một dì giúp việc chăm sóc mẹ. Ở Tương Tây một thời gian dài như vậy, mặc dù thường xuyên gọi điện về, nhưng Chu Dương luôn cảm thấy mình hơi lạnh nhạt với mẹ. Bây giờ quay về, anh đương nhiên muốn đến đây đầu tiên, trò chuyện vui vẻ với mẹ. Hơn nữa, Chu Dương cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mong đợi của Thẩm Bích Quân. Ánh mắt như vậy, vào thời điểm này, rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dương lập tức có quyết định. Tôi không về công ty, dù sao mấy ngày nữa là đón Tết rồi. Tôi đến công ty, cũng không có việc gì làm, đợi qua năm mới, tôi sẽ đến. Chu Dương nhẹ giọng nói, không dám nói to, sợ khiến Thẩm Bích Quân không hài lòng. Ồ, được rồi. Nghe thấy lời này của Chu Dương, ánh mắt Thẩm Bích Quân tối sầm lại, vẻ mặt có chút ủ rũ, nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại, nhanh chóng nở một nụ cười. Ừ, cảm nhận vẻ cô đơn trong giọng nói của Thẩm Bích Quân, trong lòng Chu Dương cũng hơi căng thẳng, nhưng anh không phải người nhiều lời. Hay là chị Thẩm về nhà cùng em đi, ngày mai chúng ta đến công ty sau. Vào lúc này, Tạ Linh Ngọc nắm lấy cánh tay Thẩm Bích Quân, nhẹ nhàng nói, cô nở nụ cười dịu dàng, vô cùng chân thành. Thật à, vậy thì tốt, tôi còn tưởng không có nơi nào để đi cơ. Thẩm Bích Quân vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, cười đáp lại, khẽ liếc Chu Dương, đầy vẻ đắc ý. Chu Dương bất đắc dĩ, anh không ngờ Tạ Linh Ngọc sẽ nói lời này. Lẽ nào Tạ Linh Ngọc không biết? Làm như vậy, chính là dẫn sói vào nhà sao? Lẽ nào cô ấy không biết, Thẩm Bích Quân có tình cảm với anh à? Chu Dương kìm nén cảm xúc, cảm thấy xót xa. Chương 623, tên bảo vệ say rượu. Có nhiều lúc, không phải là anh muốn, mà tình huống không đúng, người khác, thậm chí vợ của anh cũng vô tình đặt bản thân anh vào tình huống khó xử. Nhưng vì Tạ Linh Ngọc đã nói, Chu Dương đương nhiên sẽ không từ chối. Cả nhóm đưa ra quyết định. Nhanh chóng rời khỏi sân bay. Hai người Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đi thẳng tới Tạ gia. Với địa vị và sức mạnh của Thẩm Bích Quân ở Đông Hải, cô
cô ấy ở Tạ gia sẽ không gặp phải bất cứ sự đối xử tệ bạc nào. Thậm chí, Chu Dương có thể tưởng tượng được, gương mặt của bà Tạ mong muốn nịnh nọt Thẩm Bích Quân, để cô ấy chăm sóc cho Tạ Linh Ngọc nhiều hơn. Nhưng những điều này anh không nhìn thấy, cũng không muốn nghĩ nhiều. Nếu như Thẩm Bích Quân ngay cả người như bà Tạ cũng không đối phó được, vậy thì thật không phù hợp với những biểu hiện trước kia của cô ấy. Chu Dương cũng đã bảo Ngưu Xuyên quay về, còn anh đi thẳng đến phía nam thành phố. Vịnh Lục Cảnh, phía nam thành phố Đông Hải. Đây là khu biệt thự mới đưa vào sử dụng từ năm ngoái, trước kia anh vẫn luôn muốn mua một căn biệt thự ở đây. Nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như Đông Hải, cho dù là ở phía nam thành phố, cách xa trung tâm, giá của khu dân cư này cũng không phải nơi mà người bình thường có thể mơ tưởng. Thậm chí, nếu Chu Dương dựa vào cuộc sống trước kia, cho dù là làm việc cả đời, e rằng cũng mua không được một căn. Nhưng kể từ khi biết được thân phận của mình, sau khi công ty Danh Dương bắt đầu phát triển, Chu Dương cũng đã mua một căn biệt thự ở nơi này cho mẹ. Có điều, khi đó tiền mặt trong tay anh không có nhiều, vì vậy chỉ có thể mua một căn biệt thự nhỏ. Tiền cũng không quá nhiều, nhưng cũng đã bỏ ra gần 8 triệu tệ, diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 300 mét vuông. Ở khu vực này, bất cứ một căn biệt thự nào cũng hơn 1000 mét vuông, biệt thự mà Chu Dương mua, có thể nói là vô cùng giản dị. Chu Dương kéo vali xuống taxi, dưới ánh mắt ngưỡng mộ và khó hiểu của tài xế, chậm rãi đi về phía lối vào của khu dân cư. Anh không giống như Tô Vĩ, vừa xuống máy bay, liền có gia tộc sắp xếp một đoàn xe tới chào đón. Anh chỉ có một mình nên chỉ có thể tự mình bắt xe qua đây. Này, đứng lại! Chu Dương đang chuẩn bị bước vào khu dân cư, đột nhiên có một giọng nói thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng vang lên. Chu Dương khẽ cau mày, quay đầu nhìn lại, thấy trong phòng bảo vệ có một bảo vệ dáng người cao gầy, nhưng tướng mạo vô cùng hung dữ đang tức giận với mình. Có chuyện gì sao? Chu Dương khẽ hỏi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương là bảo vệ ở nơi này, Chu Dương không muốn gây sự, vì vậy chỉ có thể hỏi lại hắn. Có chuyện gì, nhóc con, mày cũng không xem thử đây là nơi nào, là chỗ cho đứa bụi đời như mày có thể đến sao? Mau chóng cút đi, nhân lúc ông đây tâm trạng tốt, sẽ không tính toán với mày, bằng không, cẩn thận tao đánh gãy chân chó của mày. Sắc mặt tên bảo vệ đỏ bừng, loạng choạng đi từ trong phòng bảo vệ ra, thân hình lắc lư, mấy lần suýt ngã xuống đất. Tên bảo vệ càng đến gần, mùi rượu càng nồng nặc, phả vào mặt của Chu Dương. Người này đã uống rượu, hơn nữa còn uống không ít. Chỉ trong chốc lát Chu Dương đã đưa ra được phán đoán. Nhìn dáng vẻ của tên bảo vệ này, nhất định 3 phút trước đang uống rượu, hơn nữa là uống rượu trắng, lượng rượu chắc chắn hơn một chai. Người bình thường uống nhiều rượu như vậy, đừng nói tới làm việc, kể cả đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Một số người tửu lượng tốt, trong tình huống uống hết một chai rượu trắng cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục làm việc được. Mà giờ tên bảo vệ này uống nhiều rượu như vậy, vẫn có thể làm việc ở đây. Lẽ nào đây chính là thái độ phục vụ của khu dân cư này sao? Chu Dương nhớ, lúc đầu khi anh mua biệt thự, nhân viên tư vấn xinh đẹp kia không nói với anh như vậy. Điều quan trọng hơn là tên bảo vệ này lại có những lời lẽ thô lỗ. Ánh mắt của Chu Dương lập tức trở nên lạnh lùng, sắc mặt cũng nhanh chóng phủ một lớp băng giá. Anh biết mình đang nói gì không? Tại sao tôi không thể tới đây? Tôi là chủ sở hữu của nơi này. Chu Dương hiếm khi không thẳng tay dạy dỗ những người như vậy một bài học, anh chỉ nhẹ nhàng nói. Nơi này là Đông Hải, trong một khu dân cư khá cao cấp, lúc đầu là anh được người giới thiệu đến mua biệt thự ở đây. Chu Dương tin rằng một khu dân cư kinh doanh có danh tiếng, sẽ không xuất hiện sai lầm trong công việc như vậy. Mà tên bảo vệ này, có lẽ vì uống hơi nhiều nên mới không biết phân biệt tốt xấu. Mày là chủ sở hữu ở nơi này sao? Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, tên bảo vệ dường như nhất thời sửng sốt, hai mắt mơ hồ đánh giá trên người Chu Dương một lượt, rồi dường như đã chắc chắn điều gì đó, sự sững sờ trên gương mặt lập tức biến mất, sau đó càng khinh thường hơn. Mẹ kiếp, kẻ bụi đời như mày, lại dám giở trò với bố mày. Mày là chủ sở hữu ở đây, đừng khoác lác nữa, chủ sở hữu ở đây, mà không có xe riêng của mình, sẽ ngồi taxi trở về sao? Còn nữa, mày cũng không tự nhìn lại bản thân xem. Toàn là hàng vỉa hè 100 tệ một cái đúng không? Nhóc con, muốn gây sự, cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó không, dám ở trước mặt bố mày gây sự, chính là tự tìm đường chết, vừa hay tâm trạng bố mày không tốt, dạy dỗ mày một trận cũng xem như để hạ cơn giận. Giọng điệu của tên bảo vệ này không tốt, mặc dù uống nhiều, thân hình không ổn định,
nhưng miệng lưỡi vô cùng sắc bén, không chút suy nghĩ nói ra những lời như vậy, sau đó cả người liền vung nắm đấm lao về phía Chu Dương. Hai mắt Chu Dương nhíu chặt, trong lòng đã thật sự nổi giận. Anh không ngờ, bản thân chỉ nói rõ thân phận của mình là chủ sở hữu của nơi này, liền bị tên bảo vệ này sỉ nhục, bây giờ đối phương thậm chí còn muốn ra tay với anh. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Chu Dương đương nhiên không đứng yên, để mặc cho đối phương tấn công. Anh để vali để sang một bên, nhìn tên bảo vệ đang lao qua, anh cười nhếch mép rồi dùng chân phải đá về phía trước, đá chính xác vào đầu gối của nhân viên bảo vệ. Lập tức, đầu gối của hắn liền đau nhói, không đứng vững, loạng choạng rồi bổ nhào về phía trước. Tên bảo vệ ngã cắm đầu xuống đất, lại thêm dáng vẻ xấu xí sau khi say xỉn khiến hắn trông vô cùng khôi hài. Anh chẳng qua chỉ là một bảo vệ, lại dùng mắt chó xem thường người khác, lẽ nào đây chính là thái độ phục vụ của các anh sao? Chu Dương lạnh lùng nói. Sự việc đã đến nước này, cũng không dễ dàng có thể giải quyết nữa. Anh đánh tên viên bảo vệ này, chỉ cần hắn vẫn ở nơi này làm việc, vậy thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể báo thù anh. Chu Dương đương nhiên không sợ bị trả thù, nhưng mẹ của anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể cứ ở đây suốt 2-4 tiếng đồng hồ, để bảo vệ mẹ của anh. Chỉ cần Chu Dương không ở đây, tên bảo vệ này có thể tìm cơ hội làm ra những chuyện nguy hiểm nào đó với mẹ anh. Đến lúc đó, một khi mẹ anh bị thương, cho dù là một vết thương nhỏ không đáng kể, Chu Dương cũng không có cách nào cứu vãn được. Vì vậy, nếu đã đánh tên bảo vệ này, vậy thì anh sẽ không để cho hắn tiếp tục ở nơi này thêm nữa. Hơn nữa đối phương trong thời gian làm việc còn uống rượu say, nói lời thô lỗ với chủ sở hữu căn biệt thự, thậm chí còn ra tay đánh người, đây đều là chứng cứ rõ ràng. Chỉ dựa vào những điều này cũng đủ để hắn hoàn toàn lọt vào danh sách đen của công ty bảo vệ ở khu dân cư, sau này sẽ không có ai dám thuê hắn làm việc nữa. Chương 624, nhân viên tư vấn Liễu Tuyết. Đối tượng phục vụ của bọn tao là chủ sở hữu những căn biệt thự ở đây, chứ không phải một tên nhóc con không biết từ nơi nào chạy tới. Nhóc con, hôm nay mày đánh người của tao, nếu như không giải thích rõ, hôm nay đừng mong rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ đột nhiên vang lên. Chu Dương cau mày, quay đầu lại, nhìn thấy một gã đàn ông cường tráng, phía sau còn có hai người trẻ tuổi, bộ mặt lạnh lùng đi về phía anh, khí thế hung hãn, điệu bộ không dễ tiếp xúc. Chu Dương bất lực, anh chỉ muốn về nhà thăm mẹ, hoàn toàn không muốn gây chuyện. Nhưng anh không tìm rắc rối lại tìm tới tận cửa. Chuyện vô duyên vô cớ bất ngờ xảy ra như vậy khiến tâm trạng của Chu Dương bây giờ rất không tốt. Chu Dương luôn tin tưởng và chấp hành một nguyên tắc, nếu như ai khiến anh không vui, vậy thì anh cũng nhất định khiến cho đối phương không thoải mái, hơn nữa còn đặc biệt không vui vẻ. Bây giờ, tên bảo vệ này, còn có 3 người kia nữa không biết chui ở đâu ra, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Ôi, anh Lực, thằng nhãi danh này ra tay tàn nhẫn, đánh em bị thương, không có 200.000 tệ, sẽ không chữa khỏi được. Nhìn thấy người đàn ông cường tráng xuất hiện, tên bảo vệ bị Chu Dương đạp ngã xuống đất đột nhiên giống như gặp được cứu tinh, vội vàng hét lên, ánh mắt của hắn nhìn Chu Dương còn mang sự tức giận và khinh thường. Giống như việc hắn bị Chu Dương đá ngã chẳng qua chỉ là hành động cố ý của hắn. Mà nhờ đó hắn có thể bắt chẹt từ chỗ của Chu Dương không ít tiền. Bất kể Chu Dương có phải chủ sở hữu ở đây hay không, hôm nay nếu như không đền vài trăm nghìn tệ thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Hừ, yên tâm đi, có tao ở đây, thằng nhãi này đi không được đâu. Gã đàn ông cường tráng này chính là Lực Ca, hắn lạnh lùng liếc nhìn Chu Dương, tự tin nói, hai tay siết chặt, lập tức cơ bắp giống như rồng có sừng cuồn cuồn nổi lên, trông rất đáng sợ. Nếu là người bình thường, hoặc người hơi nhát gan, thực sự có thể bị hắn dọa sợ chết khiếp, sau đó nghe theo cách của đối phương nói, bỏ tiền ra để tránh gặp họa. Nhưng Chu Dương không phải người bình thường. Anh vừa nhìn liền nhận ra cơ bắp trên cánh tay của người đàn ông này chỉ là giả, là vấn đề để lại do uống quá nhiều bột protein. Thậm chí, những cơ bắp này, không chỉ không có bất kỳ lực chiến đấu nào, không thể đem lại bất kỳ trợ lực nào cho hắn, ngược lại còn là một loại bệnh hiểm nghèo, gây ra cho hắn không ít đau đớn. Ồ, vậy tôi lại muốn xem thử, các anh có bản lĩnh gì để ngăn cản tôi rời đi. Lúc này, Chu Dương lại có hứng thú, anh đã thấu hiểu mọi chuyện. Cũng đã nhìn rõ thủ đoạn của mấy người này. Tên bảo vệ này và hai người giống như bảo vệ đang đứng phía sau Lực Ca kia, đều là diễn viên đảm nhiệm vai ăn vạ tống tiền. Bất cứ khi nào bọn chúng gặp được một người thì Lực Ca sẽ xuất hiện,
dùng cơ bắp khoa trương của mình với ý định làm cho đối phương hoảng sợ, từ đó cầu xin dùng tiền để giữ lấy mạng. Nếu như hôm nay bọn chúng không gặp phải anh, vậy thì bọn chúng còn có khả năng thành công. Nhưng giờ bọn chúng lại đến gây chuyện với Chu Dương thì đương nhiên anh sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ. Ít nhất, cũng sẽ vì diệt trừ tai họa của khu dân cư này, để cho mẹ anh có thể yên tâm hơn một chút khi sống ở đây. Bằng không, nếu một ngày nào đó, mẹ của anh gặp phải những chuyện như thế này, mà anh không thể ngay lập tức chạy đến, nhất định sẽ khiến mẹ anh hoảng sợ. Mà điều này Chu Dương anh tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hừ, hay cho một thằng nhãi ranh, xem ra mày chưa tới suối vàng chưa biết sợ, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, nếu mày đã không biết tốt xấu như vậy, thì đừng trách tao không nương tay, đến lúc đó thiếu chân thiếu tay đừng trách tao đấy. Lực Ca cười nhếch mép, sau đó hét lên lao về phía Chu Dương. Chu Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm giễu cợt. Nói thật, nếu chỉ nhìn vào tư thế của Lực Ca, đúng thực sự có chút khí thế, người bình thường rất dễ bị hù dọa. Nhưng trong mắt của Chu Dương, đó chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Cáo mượn oai hùng. Chu Dương hừ một tiếng, rồi tung ra một cú đấm. Cú đấm này, anh không dùng toàn bộ mà chỉ dùng một nửa sức lực của mình. Nhưng cho dù là vậy, dưới cú đấm này Lực Ca cũng trở nên yếu ớt giống như gió cũng có thể thổi bay, bị Chu Dương đấm bay thẳng ra ngoài, đụng vào hai người trẻ tuổi đi cùng hắn tới đây khiến bọn chúng cũng bị bay ra liên tiếp mấy mét, mới dừng lại được. Trong phút chốc, trước cổng của khu dân cư trở nên vô cùng yên tĩnh. Cú đấm này của Chu Dương khiến cho Lực Ca bất tỉnh nhân sự. Hai người đi theo Lực Ca đi tới đây nhìn thấy Chu Dương cũng tràn đầy khiếp sợ. Còn về tên bảo vệ kia, nhìn thấy Chu Dương, miệng không ngừng run rẩy, trong mắt đầy sự sợ hãi. Bọn chúng không ngờ người thanh niên này lại mạnh như thế. Đến ngay cả Lực Ca cũng không phải đối thủ của Chu Dương, hơn nữa Lực Ca trong tay của Chu Dương thậm chí chỉ một đòn đánh đã không thể chống đỡ được, nhanh chóng thất bại thảm hại. Mày lại dám ra tay với anh Lực, mày xong đời rồi. Tôn thiếu gia sẽ không tha cho mày đâu. Hai người thanh niên kia nhìn Chu Dương, ánh mắt thoáng qua sự sợ hãi, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén nổi khiếp sợ trong lòng, tức giận hổn hển hét lên. Tôn thiếu gia, người có thể dây dưa với loại người như chúng mày, chẳng qua chỉ là lũ rác rưởi. Chu Dương lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý tới tôn thiếu gia mà bọn chúng nhắc đến. Ở Đông Hải, anh thực sự chưa từng nghe đến cái tên tôn thiếu gia này. Đã xảy ra chuyện gì? Khi Chu Dương chuẩn bị nói tiếp, một giọng nói trong trẻo cách đó không xa vang lên. Một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục công sở, bước từng bước dài chậm rãi đi từ trong khu dân ra ngoài, nhìn thấy đám người Chu Dương và Lực Ca, cô khẽ cau mày, ánh mắt không mấy vui vẻ. Đây là nơi nào? Vịnh Lục Cảnh. Số lượng biệt thự như thế này ở Đông Hải không nhiều, người sống ở đây mặc dù không đến mức giàu có ngất trời, nhưng ở 1/3 diện tích đất của Đông Hải này đều có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu như để các chủ sở hữu ở đây nhìn thấy những chuyện này xảy ra ở lối vào của khu dân cư, nhất định sẽ nảy sinh ra cảm giác chán ngán không còn hứng thú, ấn tượng không tốt về Vịnh Lục Cảnh. Thậm chí, theo thời gian sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn và đánh giá của người khác về nơi này. Giám đốc Liễu, tên bảo vệ nhìn thấy người đi tới, sắc mặt thay đổi, cố gắng thay đổi giọng nói. Chu Dương quay đầu lại nhìn, ánh mắt hơi kinh ngạc. Người đang đi tới anh có quen biết? Không phải ai xa lạ, mà là Liễu Tuyết, người tư vấn tài sản cho anh khi anh tới mua biệt thự. Hơn nữa, Chu Dương còn nhớ, trước khi anh mua biệt thự, Liễu Tuyết này vẫn còn là một nhân viên tư vấn non trẻ, trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành một giám đốc. Anh là Chu Tiên Sinh. Ánh mắt của Liễu Tuyết vốn dĩ đã không tốt, nghe thấy tiếng của bảo vệ, sắc mặt càng không vui. Đôi mắt cô chậm rãi quét qua mặt những người còn lại, nhưng khi nhìn thấy Chu Dương, trên gương mặt lộ ra sự nghi ngờ. Lập tức, gương mặt Liễu Tuyết nở nụ cười tươi, nhìn Chu Dương, ngập ngừng hỏi. Câu hỏi này đầy sự mong đợi và lo lắng. Còn tên bảo vệ và hai người thanh niên trẻ kia nghe thấy Liễu Tuyết dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, đột nhiên kinh ngạc không nói nên lời, sững sờ tại chỗ. Chương 625, thay đổi. Liễu Tuyết giám đốc bộ phận nghiệp vụ Vịnh Lục Cảnh. Từ khi vừa vào bộ phận nghiệp vụ, cô chỉ là một nhân viên tư vấn bất động sản bình thường. Cho đến lúc trở thành giám đốc bộ phận, thời gian cũng không quá nửa năm. Tốc độ thăng chức như vậy, ở khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh là vô cùng hiếm thấy. Quan trọng nhất là Liễu Tuyết tốt nghiệp ở trường đại học nổi tiếng Đại học Đông Hải, hơn nữa cô còn có dáng vẻ xinh đẹp, nước da trắng ngần,
thân hình mảnh mai, thật sự rất quyến rũ. Liễu Tuyết là một nhánh hoa của bộ phận nghiệp vụ ở khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, không chỉ là các đồng nghiệp ở đây, thậm chí một vài chủ sở hữu ở khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh cũng vô cùng ân cần với Liễu Tuyết, trong đó cũng có không ít người theo đuổi cô. Tuy nhiên, chưa ai nghe nói Liễu Tuyết có người yêu, thậm chí thái độ của Liễu Tuyết đối xử với người khác trước sau đều lạnh lùng như băng. Trước đây, mỗi lần Liễu Tuyết đến khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, đều tỏ ra lạnh lùng khó gần, cho dù người khác chào hỏi, Liễu Tuyết cũng thường không để ý. Do đó, tên bảo vệ và hai thanh niên trẻ tuổi kia đã há hốc mồm khi nhìn thấy Liễu Tuyết lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên trên gương mặt. Liễu Tuyết bình thường cao ngạo lạnh lùng, bây giờ đột nhiên mỉm cười, hơn nữa giọng nói còn dịu dàng như vậy. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là mục tiêu của Liễu Tuyết lại là tên nhóc kia. Sao có thể như vậy? Tên bảo vệ kinh ngạc, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Có thể khiến Liễu Tuyết tỏ thái độ như vậy, không giàu sang thì cũng có quyền lực. Hơn nữa vừa nãy Chu Dương có nói anh là chủ sở hữu biệt thự ở đây. Vốn dĩ đầu óc tên bảo vệ còn đang mơ màng khó hiểu, chớp mắt đã trở nên tỉnh táo, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Lúc này mấy tên bảo vệ có suy nghĩ thế nào, Chu Dương không biết cũng không muốn biết. Nhưng Liễu Tuyết ở trước mắt thay đổi nhiều như vậy, đúng là vượt ngoài dự đoán của anh. Dường như mới nửa năm không gặp, Liễu Tuyết đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên gặp mặt, Liễu Tuyết chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học, sự ngây ngô trên khuôn mặt, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ. Lúc đó, Chu Dương có thể cảm nhận được sự hồi hộp, thấp thỏm và chờ mong trong ánh mắt của Liễu Tuyết. Bây giờ, mới chỉ khoảng nửa năm, Liễu Tuyết đã khác hẳn. Cả người trở nên càng thành thục trưởng thành hơn, cử chỉ tay chân cũng tự tin hẳn, đến cả giọng điệu nói chuyện cũng tràn đầy tự tin và thu hút ánh nhìn. Thì ra là cô, đã lâu không gặp. Chu Dương cười nói, không từ chối lời chào hỏi của Liễu Tuyết. Chu tiên sinh, không ngờ lại gặp được anh ở đây, anh đang muốn về nhà sao? Liễu Tuyết cảm thấy vui mừng khi Chu Dương vẫn còn nhớ đến cô. Vài giây sau, dường như cô nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nói. Dì vẫn luôn rất tốt, bây giờ có lẽ vẫn đang ở trong nhà, có cần tôi dẫn anh đi không? Liễu Tuyết nói xong, trong lòng lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô vội vàng thể hiện trước mặt Chu Dương, vì vậy nói điều hơi vô lý. Biệt thự ở đây là Chu Dương mua cho mẹ của anh ở, vậy thì dĩ nhiên Chu Dương sẽ biết đường, không đến mức cần cô đưa đi. Cũng được, vậy thì phiền cô Liễu rồi. Nhưng điều khiến Liễu Tuyết bất ngờ là Chu Dương lại gật đầu đồng ý. Còn tên bảo vệ và hai người trẻ tuổi bên cạnh lúc này lòng như lửa đốt. Lúc đầu nghe thấy Liễu Tuyết có quen biết với Chu Dương, bọn họ tuy trong lòng kinh ngạc. Song vẫn nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, Chu Dương này có thể chỉ quen biết Liễu Tuyết thôi, chứ không thể có thân phận quan trọng gì. Nhưng bây giờ, ngay cả Liễu Tuyết cũng phải cẩn thận từng tí một trước mặt Chu Dương, bọn họ sao có thể không biết, Chu Dương này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một chủ sở hữu căn biệt thự ở khu dân cư này. Nhớ lại việc bọn họ nhắc đến Tôn thiếu gia để đe dọa Chu Dương nhưng anh không thèm để ý đến, bọn họ nhất thời hoảng loạn. Chu tiên sinh, là tôi có mắt như mù. Mắt chó không biết nhìn người, không biết Chu tiên sinh là chủ sở hữu căn biệt thự ở đây, đắc tội với anh rồi, mong anh rộng lượng không chấp những người thấp kém như chúng tôi, cứ coi tôi như một quả giấm mà bỏ qua cho chúng tôi. Tên bảo vệ vội vàng bò đến bên cạnh Chu Dương, túm lấy chân Chu Dương không ngừng kêu rên, dáng vẻ vô cùng thê thảm, giống như Chu Dương đã làm chuyện gì vô cùng tàn ác với hắn. Hai người trẻ tuổi kia thấy thế, khẽ cắn răng, đặt lực ca qua một bên, rồi vội vàng bò đến bên cạnh Chu Dương. Học theo dáng vẻ của tên bảo vệ, túm lấy chân Chu Dương không ngừng cầu xin tha thứ. Cảnh tượng này, nếu người khác nhìn thấy sẽ tưởng rằng Chu Dương ỷ thế ức hiếp người, hung dữ dạy dỗ mấy người này một trận. Lông mày Chu Dương trong nháy mắt nhíu chặt lại. Vừa rồi anh thậm chí đã quyết định không so đo với mấy người này, dù sao anh cũng đã dạy cho bọn họ một bài học, khiến bọn họ nhớ lâu hơn một chút là được rồi. Chu Dương thật sự không ngờ mấy người này lại mặt dày đến vậy. Giả bộ thành thế này muốn cho ai xem đây? Hay là nói, muốn dùng dáng vẻ thảm hại như vậy để uy hiếp Chu Dương? Chu tiên sinh, đây là... Liễu Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu, nhìn ba người quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin Chu Dương tha thứ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi đứng từ xa cô nhìn thấy hình như ở đây đã xảy ra xung đột gì đó, đang chuẩn bị tới hòa giải, nhưng nhìn thấy Chu Dương, trong lòng vô cùng kinh ngạc mà nhất thời quên mất chuyện này. Bây giờ,
nhìn tình hình trước mắt có vẻ chuyện không đơn giản như vậy. Với thân phận của Chu Dương, nhất định sẽ không tính toán gì với mấy người này. Vậy thì kết quả chỉ có một. Mấy người này đã đắc tội với Chu Dương, nghe lời tên bảo vệ vừa nói, có vẻ như hắn đã sỉ nhục chế nhạo Chu Dương. Ngay lập tức, Liễu Tuyết giận tái mặt, trợn trừng mắt nhìn ba người trước mặt. Đắc tội với Chu Dương mà còn dám quấy rối ở đây, cản trở đường đi của Chu Dương, đúng là muốn chết mà. Nhất là tên bảo vệ này, thân là một bảo vệ của khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, không chỉ bất kính với chủ sở hữu biệt thự, mà trong thời gian làm việc còn uống say thành bộ dạng này. Cái này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, khiến mọi người đánh giá thấp uy tín và an ninh ở khu biệt thự, thậm chí là chán ghét. Mấy người đang làm gì vậy? Mau cút đi, đừng cản trở ở đây nữa. Liễu Tuyết nổi giận nói. Bây giờ cô đã không còn là cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đại học chưa từng trải qua sự đời nữa, đối với rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cô đã có cách xử lý của riêng mình. Nhất là sau khi thành lãnh đạo, Liễu Tuyết càng biết đối phó với những người như vậy, chỉ cần quát lớn một tiếng có thể khiến bọn họ thầm kính sợ nể phục. Quả nhiên, sau khi Liễu Tuyết quát mắng, tên bảo vệ kia rõ ràng hơi sợ hãi, tay túm lấy ống quần Chu Dương đã hơi buông lỏng ra. Không được, Chu tiên sinh, anh nhất định phải tha cho chúng tôi nhất định sẽ không nói chuyện hôm nay cho Tôn thiếu gia đâu. Đúng vậy, anh đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi. Nhưng bọn họ vẫn khăng khăng như cũ, thậm chí trong lời nói còn cố ý nhắc đến Tôn thiếu gia để có ý uy hiếp Chu Dương. Chu Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hai người này quả nhiên là không biết điều, với tình huống như vậy vẫn không phân biệt được tốt xấu, còn dám lấy người tên là Tôn thiếu gia ra để uy hiếp anh. Chẳng lẽ bọn họ đã quên trước đó cái người nói như vậy đã bị Chu Dương tung một cú đấm đánh bay thẳng ra ngoài, bây giờ vẫn còn đang nằm ở đó bất tỉnh nhân sự sao? Chương 626, mẹ con gặp lại nhau. Buông tay. Chu Dương lạnh lùng quát, sắc mặt đã cực kỳ u ám khó chịu. Mà hai người kia vẫn không hề phát hiện, miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi. Liễu Tuyết thấy thế, trong lòng chợt lo lắng, vô cùng phẫn nộ, thậm chí sắc mặt hết sức khó coi, trở nên tái nhợt. Nếu Chu Dương thật sự tức giận, một khi giận cá chém thất lây sang cả cô, thậm chí giận lây sang cả khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, vậy thì hậu quả Liễu Tuyết sẽ không thể lường trước được. Hừ, nhìn thấy hai người này không biết nặng nhẹ như vậy, trong lòng Chu Dương lập tức trở nên lạnh lùng, anh hừ một tiếng, ngay sau đó đôi chân mạnh mẽ phát lực, tung ra cú đá. Hai người trẻ tuổi ôm chân Chu Dương lập tức bay ra ngoài, giống như lá rơi. Ngay cả tên bảo vệ đã hơi buông lỏng tay khi nghe Liễu Tuyết mắng chửi, nhưng vẫn bị sức mạnh từ đôi chân Chu Dương đá bay thẳng ra xa. Ôi trời ơi, đau chết mất. Bọn chúng ngã nhào trên mặt đất, lập tức kêu lên thảm thiết. Liễu Tuyết ở bên cạnh hết sức bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp nhấp nháy liên tục, ánh mắt nhìn Chu Dương còn mang theo một chút tình cảm khác thường. Chu tiên sinh, đây là sự sai sót trong công việc của chúng tôi nhất định sẽ lập tức sắp xếp xử lý, chắc chắn sẽ không để người như vậy đến khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh gây sự nữa. Liễu Tuyết vội vàng nói, trước tiên bày tỏ thái độ của mình. Nói như vậy, cho dù Chu Dương tức giận thế nào, cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ lại. Huống hồ, Liễu Tuyết vẫn có không ít lòng tin vào bản thân mình. Bản thân bất kể thế nào cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, năm đó ở trường học đã có không ít người theo đuổi mình, trở thành fan hâm mộ trung thành của mình. Sau khi tốt nghiệp, Liễu Tuyết đến bộ phận nghiệp vụ của khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, vẫn cứ là một nhánh hoa, trở thành một trong những tiêu điểm chú ý của mọi người. Cho dù Chu Dương có gia cảnh không tầm thường, Liễu Tuyết cũng cảm thấy bản thân không đến mức không lọt được vào mắt của anh. Bản thân đại diện cho khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh đưa ra một cách xử lý, cũng coi như bày tỏ thái độ với Chu Dương. Chuyện như vậy tôi không muốn có lần sau nữa, mẹ tôi ở đây nên tôi không muốn có bất cứ nhân tố không an toàn nào xuất hiện. Chân mày Chu Dương khẽ cau lại, không nói thêm gì nữa. Nhưng đến lúc Chu Dương cất bước chuẩn bị bước vào khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia. Nếu các cậu thấy Tôn thiếu gia gì đó có thể xử lý tôi, các cậu có thể đi tìm anh ta đến, tôi lại muốn mở mang tầm mắt một chút, Tôn thiếu gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chu Dương lạnh lùng nói xong liền bước nhanh vào tê khu dân cư. Khu dân cư ở phía đông Vịnh Lục Cảnh, có một căn biệt thự duy nhất ở đây. Chu Dương và Liễu Tuyết cùng nhau đi đến cửa biệt thự, Chu Dương nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng hơi xúc động.
Trước đây đã có lúc, anh cũng từng nghĩ mình sau khi trưởng thành phải mua một căn biệt thự thật lớn để mẹ trải qua cuộc sống phú quý. Nhưng khi lớn lên Chu Dương mới biết cuộc sống rất khó khăn. Anh không hề có gia cảnh gì, cho dù làm việc ở công ty danh Dương, nhưng cũng chịu đủ kiểu chèn ép ức hiếp, sự kìm hãm từ các phía, thậm chí là gây khó dễ, khó có không gian phát triển. Hơn nữa, anh ở rể nhà Tạ gia càng bị khinh thường, ý chí lại một lần nữa bị đè ép. Có điều, may mắn trời không tuyển đường con người. Chu Dương không ngờ bản thân lại là con riêng của Chu gia ở thủ đô, hơn nữa còn là con trai duy nhất của gia chủ Chu gia, là lựa chọn thừa kế duy nhất của Chu gia. Ban đầu, sau khi nhận được 20 triệu tệ tiền vốn để gây dựng sự nghiệp, Chu Dương tiếp tục đi về phía trước, gia nhập và trở thành cổ đông lớn ở công ty danh Dương, khai thác thị trường ở Đông Hải, xây dựng địa vị vững chắc. Sau đó mở rộng thị trường đến Tương Tây, dùng mọi kế sách để công ty danh Dương phát triển lớn mạnh ở Tương Tây. Cuối cùng anh cũng có thể hoàn thành tâm nguyện khi còn nhỏ, mua cho mẹ một căn biệt thự thật lớn, trải qua cuộc sống phú quý giàu sang. Liễu Tuyết đứng một bên, thấy rõ trên khuôn mặt Chu Dương lộ vẻ dịu dàng, trong lòng lập tức cảm thấy kỳ lạ, có một loại cảm xúc khác thường tự nhiên xuất hiện trong lòng cô. Chu Dương này rốt cuộc là người thế nào? Lúc đầu khi anh đến khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh mua nhà cũng không có tư vấn tài sản đến đón tiếp. Mà lúc đó, bản thân Liễu Tuyết cũng chỉ là một người mới đến, nhiệm vụ tiếp đón người trông có vẻ không đủ tiền để mua nhà như anh, dĩ nhiên sẽ đổ lên đầu cô. Liễu Tuyết không sinh lòng oán trách, vẫn cứ làm hết phận sự tiếp đón Chu Dương. Nhưng điều khiến Liễu Tuyết kinh ngạc là Chu Dương lại vô cùng dứt khoát. Sau khi nhìn chúng một căn biệt thự thì lập tức xác định bỏ tiền mua. Điều khiến Liễu Tuyết càng kinh ngạc hơn là ông chủ lớn của khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh lại tự mình ra mặt đón tiếp Chu Dương, hơn nữa còn cho Chu Dương một phần chiết khấu lớn. Lúc đó người của bộ phận nghiệp vụ đều biết Chu Dương mua một căn biệt thự, mọi người cũng không ngừng ngưỡng mộ Liễu Tuyết, thậm chí hai người lúc trước từ chối cũng hối hận không thôi. Tuy nhiên, chuyện ông chủ tự mình tiếp đón Chu Dương, trò chuyện vui vẻ với Chu Dương chỉ có một mình Liễu Tuyết biết. Bí mật này vẫn luôn được Liễu Tuyết giấu trong lòng, không nói với bất kỳ ai. Bây giờ, nhìn thấy Chu Dương dịu dàng như vậy, trong lòng Liễu Tuyết càng thêm tò mò. Liễu Tuyết không hề biết Đông Hải có một nhân vật lớn như anh, có thể khiến ông chủ của mình phải thận trọng tiếp đãi. Càng như vậy, Liễu Tuyết càng cho rằng thân phận của Chu Dương không tầm thường. Cô biết, con cháu của các gia tộc siêu lớn mạnh hoạt động ở bên ngoài, đều không tùy tiện lộ ra thân phận của mình. Trong mắt Liễu Tuyết, Chu Dương rất có khả năng chính là một người như vậy. Nhưng Đông Hải hình như không có gia tộc lớn nào họ Chu cả. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trong biệt thự, bà Chu vừa uống một ngụm nước chuẩn bị đi ngủ trưa, nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ánh mắt bà nghi hoặc liếc nhìn cánh cửa. Bà ở đây, bình thường vốn không có ai xuất hiện tìm bà. Chỉ thỉnh thoảng có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, quan tâm bà không ít. Bà Chu biết rõ. Cô gái này thật ra là giám đốc của bộ phận nghiệp vụ ở khu dân cư, hình như có quen biết với Chu Dương. Ngoài điều đó ra, bà Chu chưa từng gặp ai khác ở nơi này. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp tên Liễu Tuyết kia không phải vừa mới rời đi sao, chẳng lẽ cô ấy bỏ quên thứ gì ở đây, bây giờ quay lại lấy. Trong lòng nghi hoặc, có điều cảm giác của bà Chu đối với Liễu Tuyết không tệ. Nếu không phải Chu Dương đã lập gia đình, hơn nữa còn ở rể. Bà thậm chí còn muốn tác hợp cho Liễu Tuyết và Chu Dương ở bên nhau. Đến đây, khẽ lên tiếng đáp lời, bà Chu bước ra tới cửa, từ từ mở cửa nhà. Nhưng một giây sau, bà Chu ngây người sửng sốt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện vẻ không dám tin. Mẹ, con về rồi. Chu Dương nhìn thấy nét mặt vui mừng ngạc nhiên của mẹ, còn cả vẻ không dám tin trong đôi mắt, anh không nhẫn nhịn được khẽ kêu lên một tiếng, rồi đi thẳng lên phía trước ôm lấy bà Chu. Tựa lên bờ vai của mẹ, trong lòng Chu Dương thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, quay về là tốt rồi. Chu Dương ôm chặt lấy bà Chu, tất cả sự kinh ngạc và không dám tin trên mặt bà đều biến mất, chỉ còn lại sự thỏa mãn và vui mừng. Chương 627, sơ hở. Và đương nhiên bà Chu cũng nhìn thấy Liễu Tuyết ở bên cạnh. Bà ấy không biết tại sao Chu Dương lại ở cạnh Liễu Tuyết, chẳng lẽ họ vẫn liên lạc với nhau? Bà Chu sinh nghi, nhưng không hỏi ngay. Bởi vì bà Chu cũng không rõ mối quan hệ hiện giờ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Dù trước kia họ có mâu thuẫn, nhưng kết quả ra sao bà Chu không hề biết. Mau vào đi. Bà Chu kéo Chu Dương vào nhà, đồng thời cũng kêu Liễu Tuyết vào.
Cô à, chắc cháu không vào đâu, cháu tình cờ gặp anh Chu ở đầu khu dân cư thôi, công ty còn có việc, cháu xin phép đi trước. Tuy bà Chu đã có lời mời, nhưng Liễu Tuyết cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Hôm nay Chu Dương vừa mới về, lại đang nói chuyện với bà Chu, một người ngoài như cô ở đây cũng không phải cho lắm. Không sao, vào uống cốc trà đi, cảm ơn cô đã luôn tới thăm mẹ tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng, Chu Dương ngồi trên ghế sofa lại mở lời, mỉm cười nhìn Liễu Tuyết. Cảm nhận của Chu Dương về cô gái này cũng tạm được. Tuy đã mất đi vẻ ngây ngô của nửa năm về trước, nhưng không bị lây những thói hư tật xấu của mấy người ngoài xã hội, xem ra, vẫn đem lại cho người ta cảm giác gần gũi. Với lại, quãng thời gian qua, tuy Chu Dương không có nhà, nhưng Liễu Tuyết vẫn thường tới thăm hỏi sức khỏe bà Chu, tình cảm này Chu Dương sẽ nhận, bởi anh đâu phải kẻ vô tình. Hơn nữa, vào nhà uống cốc trà có đáng là gì? Dù Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân biết, chắc chắn họ cũng sẽ không nói gì. Vậy được, làm phiền rồi. Nghe Chu Dương nói vậy, khuôn mặt Liễu Tuyết đột nhiên ửng đỏ, giọng nói cũng bé lại, nhỏ nhẹ bước vào. Bà Chu đứng bên thấy thế, cũng mỉm cười thầm hiểu. Sau khi về, Chu Dương cảm giác cả người nhẹ tênh, giơ tay nhấc chân cũng thoải mái, không cần phải cố giả bộ gì cả. Kể qua về những chuyện xảy ra ở tỉnh Tương Tây trong thời gian qua, coi như là trình bày bản báo cáo nhỏ với bà Chu, để bà ấy biết rằng, nửa năm qua anh không làm ăn vớ vẩn, mà anh có việc, có sự nghiệp cần phải làm thật. Chu Dương nói rất chậm, một số chuyện nguy nan thậm chí là mấy chuyện động tay động chân anh cũng lướt qua nhanh bằng một câu. Bởi anh không muốn mẹ anh phải lo lắng khi biết chuyện. Mà Liễu Tuyết ở bên cạnh lúc này hai mắt sáng ngời, một tay chống cằm, nhìn Chu Dương, trong mắt lóe lên những tia sáng lấp lánh. Liễu Tuyết không ngờ, Chu Dương lại giỏi như vậy. Chu Dương nói nghe vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn Liễu Tuyết biết nhiều hơn bà Chu. Tuy Liễu Tuyết chưa từng tiếp xúc với những đại gia tộc đó, nhưng thi thoảng cũng có nghe thấy vài người đồng nghiệp nhắc tới. Các đại gia tộc này toàn là các gia tộc có nguồn gốc trăm năm, có quyền có thế, cũng có năng lực bậc nhất trong tỉnh. Còn Chu Dương, ở một tỉnh Tương Tây như này mà lại dám gây xáo trộn, giao du giữa năm đại gia tộc, khiến cho năm đại gia tộc ầm ĩ một phen, còn anh lại an toàn thoát thân, hơn nữa, còn mở rộng thị trường ở tỉnh Tương Tây. Khi đó, Liễu Tuyết mới biết. Thì ra Chu Dương là người của công ty Danh Dương, hơn nữa chức vị cũng không hề nhỏ. Công ty Danh Dương là gì? Một công ty phát triển cực kỳ hưng thịnh trong thành phố Đông Hải này. Đồ trang điểm hàng ngày mà Liễu Tuyết dùng đều mua từ công ty Danh Dương này, nên đương nhiên cô ta cũng biết rất nhiều về tình hình công ty Danh Dương. Bôn ba bên ngoài đâu sướng bằng lúc ở nhà, cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cẩn thận chút. Khi nào gọi Linh Ngọc và Thẩm Tổng tới nhà, mẹ làm bữa cơm cảm ơn họ. Bà Chu cười nói, đưa tay vỗ vai Chu Dương, giọng nói ngập tràn vẻ vui mừng, thậm chí, còn có chút nghẹn ngào trong đó. Nhiều năm vậy rồi, cuối cùng Chu Dương cũng trưởng thành rồi, có tương lai rồi. Tạm bỏ qua những điều bà Chu không biết, chỉ xét riêng căn biệt thự cũng đủ thấy rõ, và lại bà Chu cũng đã sống ở đây nửa năm trời nên biết rõ nơi này đắt đỏ như nào. Cái suy nghĩ rằng cuối cùng con trai mình cũng có tương lai bỗng nảy lên trong đầu bà Chu, khiến bà mỉm cười, hiện rõ vài nếp nhăn trên mặt. Có điều, cuộc sống nửa năm qua của bà ấy cũng khả giả hơn rất nhiều, hơn nữa sau khi phẫu thuật xong, tình trạng sức khỏe của bà Chu cũng ngày một tốt lên, không còn thấy vẻ mệt mỏi và yếu ớt như lúc bị bệnh nữa. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã 2 giờ trôi qua, sắc trời cũng dần tối, màn đêm buông xuống, đèn đường ở khu dân cư Vịnh Lục Cảnh cũng lần lượt được thắp sáng, khiến cả khu đang tối mở bóng lung linh sắc màu. Không còn sớm nữa, thưa dì, anh Chu, cháu về đây. Xem giờ xong, Liễu Tuyết mới lưu luyến đứng lên nói. Nói thật, ngay cả cô ta cũng không ý thức được rằng cô vào ngồi có lúc mà đã hết 2 tiếng rồi, ngồi mãi tới khi trời tối. Nếu là trước kia, chắc chắn không có chuyện như vậy. Thế nhưng giờ đây, Liễu Tuyết cũng hơi mơ hồ, không biết tại sao khi nghe Chu Dương kể về những chuyện xảy ra ở tỉnh Tương Tây, cô ta càng nghe càng cuốn, rồi còn tưởng tượng như là câu chuyện của chính mình, cảm giác Chu Dương càng nói, cô ta càng hưng phấn. Ừ, đi đường cẩn thận. Chu Dương cười nói, cũng không có ý định tiễn Liễu Tuyết ra ngoài. Anh cũng nhận ra được điểm bất thường của Liễu Tuyết, ánh mắt cô ta nhìn anh đem theo sự sùng bái và mong chờ. Chuyện này không tốt lành mấy. Nên biết, ánh mắt mà trước kia Thẩm Bích Quân nhìn anh cũng giống hệt với ánh mắt của Liễu Tuyết hiện giờ.
Giờ có Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân mà Chu Dương đã cảm thấy nuốt không trôi rồi, nếu còn thêm cả Liễu Tuyết, chắc anh cạn kiệt sức lực mất. Huống hồ, Chu Dương và Liễu Tuyết chỉ là quen biết xã giao, không có tình cảm gì cả, cứ lịch sự nhất có thể là được rồi, không cần làm gì hơn. Rời khỏi Chu gia, Liễu Tuyết hít một hơi sâu, vẻ mặt hơi hiu quạnh. Ban đầu cô ta không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ cô về, Chu Dương lại không ra tiến, cũng khiến cô hơi thất vọng. Cứ nghĩ tới những người mà vừa nãy Chu Dương nhắc tới như Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Giang Yến, ai nấy đều là những người con gái xinh đẹp. Trong đó, Tạ Linh Ngọc còn là vợ của Chu Dương. Chuyện này khiến Liễu Tuyết thấy hơi mất mát trong lòng. Mặc dù biết người đàn ông bí ẩn xuất sắc như Chu Dương không thiếu gì phụ nữ bên mình. Nhưng Liễu Tuyết vẫn không thể ngờ rằng Chu Dương lại kết hôn sớm như vậy. Tạ Linh Ngọc hả? Lẩm bẩm cái tên Tạ Linh Ngọc trong miệng, bỗng Liễu Tuyết thấy mất mát, lộ ra chút biểu cảm. Những lời vừa nãy Chu Dương nói quả thật vẫn có sơ hở. Nếu Tạ Linh Ngọc là vợ của Chu Dương, và nếu tình cảm của hai người thắm thiết đến thế, vậy thì tại sao Chu Dương lại luôn miệng nhắc tới Thẩm Bích Quân? Dù Thẩm Bích Quân có là tổng tài của công ty Danh Dương, là cấp trên của Chu Dương, nhưng số lần Chu Dương nhắc tới cô ấy còn nhiều hơn cả số lần nhắc tới người vợ Tạ Linh Ngọc của mình. Nếu như quan hệ của họ chỉ có thế, vậy tại sao Chu Dương có thể như thế? Chương 628, đó là rác, vứt rồi. Chu Dương về rồi. Tin tức này như một trận cuồng phong, quét bay cả thành phố Đông Hải. Nhưng bất cứ ai có quan hệ với Chu Dương hay công ty Danh Dương đều biết tin này, và cũng biết rõ, Chu Dương và cả mấy người trong công ty Danh Dương về đến thành phố Đông Hải rồi. Tạ gia. Tạ Linh Ngọc đưa Thẩm Bích Quân về Tạ gia. Sau khi biết thân phận của Thẩm Bích Quân, bà Tạ bỗng chuyển từ vẻ lạnh nhạt sang vẻ niềm nở, liên tục an ủi và hỏi han Thẩm Bích Quân, sợ cô cảm thấy bị ghẻ lạnh. Ha ha, mời Thẩm Tổng uống trà, không ngờ Thẩm Tổng lại thân thiết với Linh Ngọc nhà chúng tôi như vậy, sau này phải tới chơi thường xuyên đó. Bà Tạ nhìn Thẩm Bích Quân, càng nhìn càng thấy vui. Thẩm Bích Quân là chủ tịch của công ty Danh Dương, và hầu như tất cả mọi người trong thành phố Đông Hải này đều biết tên công ty Danh Dương. Thậm chí, công ty của Tạ Linh Ngọc cũng nhờ có công ty Danh Dương nên mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng, giờ đang ngày một phát triển. Bà Tạ hơi hối hận, nếu biết Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân quen nhau thì bà ta đã bảo Tạ Linh Ngọc giới thiệu cho rồi, đến lúc đó, không chừng bà ta còn có thể mở một công ty, bám lấy công ty Danh Dương để kiếm lấy món hời lớn. Dù sao, mọi người đều thích mình có nhiều tiền. Huống hồ, bà Tạ lại là người mê tiền. Ha ha, đương nhiên rồi. Thẩm Bích Quân lạnh lùng, thờ ơ nói. Còn về bà Tạ, trước kia cô cũng được nghe rất nhiều chuyện về bà Tạ từ chỗ Chu Dương, vì thế cô cũng có một ấn tượng chung chung về bà ta. Nên dù cho bà Tạ có nhiệt tình đến đâu, thì trong mắt Thẩm Bích Quân cũng chỉ là sự ân cần quá mức, là thái độ khi cầu xin người khác. Vì vậy Thẩm Bích Quân vẫn giữ thái độ lạnh như băng, cô ấy không muốn nói quá nhiều với bà Tạ. Cô ấy thấy, ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng bày ra vẻ lạnh tanh với mẹ mình. Hầu như không nói câu gì. Ôi, Linh Ngọc, con làm gì vậy hả? Thẩm Tổng tới, không ra tiếp đãi Thẩm Tổng đi, còn ở đó tìm cái gì? Bà Tạ nhìn thấy Thẩm Bích Quân ngồi trên sofa, còn Tạ Linh Ngọc lại đang tìm gì đó ở trong phòng, bỗng thấy không vui. Thẩm Bích Quân là ai cơ chứ? Là chủ tịch của công ty Danh Dương, tiếng tăm địa vị ở thành phố Đông Hải lớn như nào thì khỏi cần nói, chỉ một câu của cô ấy là đã có thể quyết định vận mệnh của công ty Tạ Linh Ngọc, vậy là đủ rồi. Tạ Linh Ngọc về cùng với Thẩm Bích Quân, không nghĩ cách làm sao thể hiện cho tốt, để lại ấn tượng tốt ở trước mặt Thẩm Bích Quân, mà vừa về đã chạy vào phòng, tìm kiếm đồ đạc. Chẳng lẽ muốn bà mẹ này tức chết luôn sao? Bà Tạ lồng ngực phập phồng, tức giận vô cùng. Đứa con gái này của bà ta đúng là không biết nắm bắt cơ hội. Trước kia cứ dây dưa không chịu ly hôn với tên Chu Dương ăn hại, giờ có người tốt như vậy ở trong nhà lại không biết đường biểu hiện cho tốt. Và lại, Thẩm Bích Quân là người con gái xinh đẹp, Tạ Linh Ngọc cũng là một người con gái xinh đẹp. Hai người đẹp ở chung với nhau, chẳng phải càng có chung chủ đề để nói hơn sao? Mẹ có thấy thứ con để trong hộp không? Tạ Linh Ngọc đi ra khỏi phòng, vẻ mặt sốt ruột, nhăn mày nhăn mặt nhìn bà Tạ, trông hơi khó coi. Hộp nào, tao không biết, không thấy. Chưa đợi Tạ Linh Ngọc nói xong, bà Tạ liền phủ nhận, thậm chí còn không có kiên nhẫn nghe Tạ Linh Ngọc nói hết. Mẹ! Tạ Linh Ngọc nhất thời tức giận, lời còn nghẹn lại ở cổ họng, mặt đỏ ửng vì nôn nóng. Hộp gì, chẳng lẽ là chiếc hộp màu đen?
Thế nhưng bà ta cũng ý thức được Thẩm Bích Quân đang ở đây, nếu như bà ta cứ cư xử như vậy, có thể sẽ khiến Thẩm Bích Quân không hài lòng, khiến Thẩm Bích Quân ghét Tạ Linh Ngọc, thậm chí là cản trở con đường phát triển của công ty Tạ Linh Ngọc. Cho nên bà ta từ tốn nói chậm lại, nghĩ ngợi một lúc, rồi ngập ngừng nói. Cái đó sao? Thấy bà Tạ nói vậy, sắc mặt cô khẽ động. Nếu bà Tạ nói được màu của chiếc hộp, vậy chắc chắn bà ta đã thấy chiếc hộp đó. Nhưng giờ không thấy chiếc hộp đâu, hẳn là có liên quan tới bà ta. Mẹ vứt cái hộp rác đó lâu rồi, trong đó có một đống sách và vài bức thư tình rách nát, hừ, tao biết thừa, đều là do thằng ăn hại Chu Dương làm cả, ăn hại mà cũng học đòi người khác tạo sự lãng mạn, không xem lại coi thân phận nó là gì, nó mà cũng xứng sao. Linh Ngọc à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, vứt hết chỗ đồ đạc đó đi, con thu xếp thời gian gọi nó tới đây, ly hôn với nó mau đi, thành phố Đông Hải này còn đầy thanh niên tài giỏi, nào có ai kém cạnh với thằng ăn hại đó đâu. Bà Tạ khinh thường nói, mỗi lần nhắc tới Chu Dương, bà ta luôn nói với giọng ghét bỏ, không che giấu, như thể hễ nhắc tới cái tên Chu Dương là lại khiến bà ta thấy buồn nôn. Linh Ngọc, với sắc đẹp của con, dù có ly hôn cũng chẳng sợ gì, với mức độ phát triển của công ty con hiện giờ, đừng nói là thằng Chu Dương ăn hại đó, mà ngay cả con trai của Trần Tuấn Sinh muốn cưới con, cũng phải xem mẹ có đồng ý hay không đã. Bà Tạ hừ lạnh nói, giờ công ty của Tạ Linh Ngọc ngày càng ổn định, đặc biệt là trong nửa năm nay. Sau khi hợp tác với công ty Danh Dương, sự phát triển của công ty Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ được tăng lên nhanh chóng. Nửa năm qua, công ty Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ không những trả hết tất cả các món nợ cũ, mà còn thu được lợi nhuận gấp đôi, trong vòng nửa năm đã kiếm được gần 10 triệu tệ tiền lợi nhuận ròng. Nếu là trước kia, thì hoàn toàn không thể xảy ra. Còn giờ đã xảy ra thật rồi, hơn nữa hôm qua bà Tạ mới từ công ty về, kiểm tra sổ sách, tháng này là tháng áp Tết. Lợi nhuận dòng một tháng đã trên 5 triệu tệ. Một khoản tiền lớn như vậy, thậm chí bà Tạ còn nghĩ nên đổi một căn nhà to hơn. Dù gì, tuy nơi này cũng được coi là khu nhà ở cao cấp đắt đỏ ở thành phố Đông Hải, nhưng vẫn có chút hạn chế, không đủ oai. Bà Tạ cảm thấy nơi này không xứng với thân phận của bà ta nữa. Huống hồ, tên rác rưởi Chu Dương đã ở mấy năm ở nơi này rồi, khắp nhà đều đã bị tên ăn hại Chu Dương vấy bẩn, nếu bà ta mà còn ở đây, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong mắt bà Tạ, Trần Tuấn Sinh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điên cuồng theo đuổi Tạ Linh Ngọc, nếu như không có bối cảnh gia đình, thì còn lâu bà Tạ mới để ý tới. Cho nên, bà Tạ đã quyết định. Nếu Trần Tuấn Sinh đủ văn minh lịch sự, có thể chọc bà vui, không chừng bà sẽ ủng hộ cho hắn và Tạ Linh Ngọc đến với nhau. Còn tên Chu Dương ăn hại kia thì mau mau ly hôn đi, đừng mang tai họa tới cho Tạ Linh Ngọc, hại cả Tạ gia nữa. Đủ rồi. Bà Tạ vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Tạ Linh Ngọc ngắt lời. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc u ám vô cùng, mắt nhìn chằm chằm bà Tạ, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cô ấy đang tức giận và buồn bã vô cùng. Chương 629, nổi giận. Tại sao, dựa vào cái gì? Vì sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Tại sao cô lại có một người mẹ như thế này? Dường như mọi oán giận tích lũy trong quá khứ đều bùng phát vào giờ phút này. Đó là đồ của con, mẹ dựa vào đâu mà vứt hết đi? Ai cho mẹ vào phòng con làm loạn? Ai cho mẹ tư cách đó? Gần như là gào thét, trên mặt Tạ Linh Ngọc đầy nước mắt, vô cùng tức giận nhìn bà Tạ. Đồ trong chiếc hộp đen đó kỳ thực chẳng là gì, phần lớn đều là những cuốn sách cô thích đọc thời đại học. Có vài cuốn sách không chỉ mình cô mà cả Chu Dương cũng đọc. Hơn nữa giữa hai người còn có vài điều trao đổi với nhau. Tất nhiên, thời điểm đó hai người vẫn chưa kết hôn, mà Chu Dương cũng chưa tỏ rõ thái độ và ý định theo đuổi Tạ Linh Ngọc, vì vậy hai người khá thân thiết. Một trong số những bức thư này, là Chu Dương viết cho cô. Tạ Linh Ngọc lại cho rằng đó là một trò đùa, mặc dù đã nhận thư, nhưng cô chỉ coi đó như một trò đùa của Chu Dương mà thôi. Những thứ này, ban đầu chính là lý do và cái cớ của Tạ Linh Ngọc khi tìm Chu Dương để kết hôn cùng anh. Đây đều là hồi ức và toàn bộ cuộc sống của Tạ Linh Ngọc mấy năm qua. Vốn dĩ ngay cả Chu Dương cũng không biết trong chiếc hộp màu đen đó có cái gì. Tạ Linh Ngọc vẫn luôn giấu chiếc hộp này dưới gầm giường, 3 năm qua, cô cũng rất ít khi nhìn đến. Những đồ vật trong đó là minh chứng cho cuộc sống thời đại học và cả cuộc sống 3 năm nay của Tạ Linh Ngọc, nó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ, tất cả đều mất hết rồi. Bà Tạ vứt bỏ chiếc hộp đen đó cũng chính là vứt bỏ toàn bộ cuộc sống mấy năm qua của Tạ Linh Ngọc, đây là đang mưu sát,
là cắt đứt toàn bộ ký ức những năm qua của Tạ Linh Ngọc. Ai cho mẹ quyền đó? Câu hỏi tràn ngập sự phẫn nộ thốt ra khỏi miệng Tạ Linh Ngọc. Giờ khắc này, bà Tạ sững sờ. Thẩm Bích Quân ở bên cạnh cũng dần nguôi giận. Vừa nãy bà Tạ nhắc đến Chu Dương, nói Chu Dương là kẻ vô dụng, coi thường Chu Dương đủ kiểu đã khiến Thẩm Bích Quân rất tức giận. Nếu như không e ngại đây là Tạ gia, Tạ Linh Ngọc cũng ở đây, mà bọn họ còn là vợ chồng, thì e rằng Thẩm Bích Quân đã muốn cho bà Tạ biết, rốt cuộc ai mới là kẻ vô dụng. Bây giờ, cô nghe thấy câu hỏi của Tạ Linh Ngọc, tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Có vẻ như dù mình không ra tay, Tạ Linh Ngọc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Và lại cái hộp màu đen này hình như có thứ gì đó của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, hơn nữa, bên trong còn có không ít đồ của Chu Dương. Trong lòng cô thầm ngưỡng mộ. Nói cho cùng, người ta là vợ chồng, từng có quá khứ, có kỷ niệm với nhau, vì vậy mới có chiếc hộp màu đen quan trọng đến thế. Sau khi phát hiện không thấy chiếc hộp đó đâu, Tạ Linh Ngọc mới vô lễ, tức giận với bà Tạ đến vậy. Giờ phút này trong lòng Thẩm Bích Quân tràn đầy sự ngưỡng mộ, còn có phần ghen tị với Tạ Linh Ngọc. Vì sao mình không phải là người quen biết Chu Dương trước? Im lặng. Sau tiếng thét đầy giận dữ của Tạ Linh Ngọc, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Thẩm Bích Quân không nói gì, Tạ Linh Ngọc hét lên một tiếng, lúc này nước mắt trên mặt lặng lẽ chảy xuống, còn bà Tạ đứng một bên vẻ mặt khó coi, nhìn Tạ Linh Ngọc dường như đang kìm nén cơn giận. Sao, mày muốn tạo phản à? Bà Tạ ban đầu có vẻ đã bị Tạ Linh Ngọc dọa sợ chết khiếp, bây giờ phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ. Tên vô dụng đó có gì tốt? Nó ở rể nhà chúng ta 3 năm, lừa gạt được bao nhiêu tiền không nói, còn ăn của chúng ta, uống của chúng ta, ở nhà của chúng ta, ngay cả người mẹ bệnh tật của nó, sống không được bao lâu nữa mà vẫn luôn hút máu gia đình này. Từ lâu đã nói hai đứa mày ly hôn đi, mà mày cứ chần chừ do dự, tao vứt hết mấy thứ vớ vẩn kia đi, chính là để mày hết hy vọng, ở cùng tên vô dụng đó thì có gì tốt đẹp. Bà Tạ mỉa mai, xua tay, tức giận ngồi xuống ghế sofa. Dáng vẻ này tựa như bà ta mới là người chịu thiệt, thật lòng nghĩ cho Tạ Linh Ngọc, những gì bà ta làm đều vì hạnh phúc của Tạ Linh Ngọc. Thế nhưng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân nghe những lời này đều cảm thấy kinh hoàng hoảng hốt. Tạ Linh Ngọc đã quá quen với những lời nói này, 3 năm qua, bà Tạ và một vài người họ hàng thân thiết của Tạ gia đã từng nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Tạ Linh Ngọc đã nghe đến mức nhàm chán. Còn Thẩm Bích Quân lại thấy hết sức kinh ngạc. Trước đây cô cũng biết quan hệ giữa Chu Dương và Tạ gia, đặc biệt là bà Tạ không được tốt. Nhưng Thẩm Bích Quân chỉ nghĩ rằng Chu Dương ở rể trong 3 năm qua không khôn khéo, nên bà Tạ oán trách mà thôi. Cô thực sự không ngờ rằng, ác cảm của bà Tạ với Chu Dương lại lớn đến mức này. Thậm chí, nếu bây giờ Chu Dương có ở đây, bà Tạ cũng sẽ chỉ thẳng vào mặt Chu Dương mà mắng chửi. Linh Ngọc. Thẩm Bích Quân tiến lên 2 bước, nắm lấy tay Tạ Linh Ngọc, nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc cũng rất chân thật. Dường như đang muốn nói, nếu cô không tiện thì giao cho tôi. Em không sao, chỉ là trong lòng hơi phiền muộn. Tạ Linh Ngọc cười gượng gạo, hai hàng nước mắt trên mặt lại khiến Thẩm Bích Quân cảm thấy nhói lòng. Ha ha, Thẩm Tổng, cô không cần phí lời với con bé không biết tốt xấu này, để cô chê cười rồi, con bé này 3 năm trước còn quá trẻ, chưa hiểu sự đời, bị một tên vô dụng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu nó thoát khỏi biển lửa, nó nhất định sẽ không làm lỡ công việc của công ty đâu. Bà Tạ thấy Thẩm Bích Quân nói chuyện với Tạ Linh Ngọc, sợ Thẩm Bích Quân vì chuyện vừa rồi sẽ có cái nhìn không tốt về Tạ Linh Ngọc, nên vội vàng lên tiếng, muốn xoa dịu Thẩm Bích Quân để cô biết, bà ta có thể khuyên nhủ Tạ Linh Ngọc thật tốt, bảo cô để tâm đến công việc của công ty. Bà Tạ tính toán kỹ càng. Trước tiên để Tạ Linh Ngọc ly hôn với tên vô dụng Chu Dương kia, dựa vào nhan sắc của Tạ Linh Ngọc bây giờ. Cộng với tiền đồ phát triển của công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ, sẽ tìm cho Tạ Linh Ngọc một thiếu gia của gia tộc lớn. Như vậy, không chỉ Tạ Linh Ngọc có nửa đời sau an nhàn hưởng phúc, mà cả mẹ vợ như bà ta cũng sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Hơn nữa, bằng cách này, bà Tạ mới có thêm của cải để tự tin khoe khoang trước mặt đám họ hàng. Mặc dù Tạ Linh Ngọc chưa ly hôn, nhưng 3 năm nay, Tạ Linh Ngọc và Chu Dương vẫn luôn ngủ riêng phòng, hai người chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Đây là điều mà bà Tạ tự tin nhất để khiến Tạ Linh Ngọc sau khi ly hôn, có thể tìm được một người giàu có hơn. Ha ha, nói hay lắm, Tạ gia trong tay bà, nhất định sẽ vô cùng phát triển đấy. Thẩm Bích Quân khẽ cười, nét mặt cũng lập tức trở nên lạnh lùng.
Thẩm Bích Quân luôn kiềm chế với bà Tạ vì sự tồn tại của Tạ Linh Ngọc. Nhưng bây giờ, bà Tạ vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, không ngừng hạ thấp Chu Dương. Hành động này đã khiến Thẩm Bích Quân hoàn toàn tức giận. Chương 630, cuộc trò chuyện giữa hai cô gái, 1. Thẩm Tổng khách sáo rồi, sau này đến chơi thường xuyên, ha ha. Bà Tạ dường như không nhận ra sự lạnh lùng trong lời nói của Thẩm Bích Quân, còn cười lớn tiếng, như thể lời của Thẩm Bích Quân khi nãy, thật sự là một lời khen dành cho bà ta. Chúng ta đi khỏi đây đã, chỉ muốn nói chuyện với em. Thẩm Bích Quân không quan tâm đến bà Tạ, cô nhìn Tạ Linh Ngọc với thái độ rất nghiêm túc. Tạ Linh Ngọc do dự một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Em thu dọn một lát. Trong lòng Tạ Linh Ngọc có vài phần suy đoán, có lẽ Thẩm Bích Quân lần này bảo mình ra ngoài nói chuyện, là để cả hai mở lòng với nhau. Chẳng mấy chốc, Tạ Linh Ngọc đã thu dọn xong mọi thứ, nhưng vệt nước mắt trên mặt cho thấy rằng chuyện vừa rồi không phải là giả, mà thật sự đã xảy ra. Hai người rời khỏi Tạ gia, cũng không chào bà Tạ một tiếng. Điều này khiến bà Tạ rất bất mãn, nhưng vì có Thẩm Bích Quân nên bà Tạ cũng không nói gì nhiều, chỉ là nét mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy bóng dáng hai người đi xa, nét mặt của bà Tạ mới dần dần hồi phục, nghĩ ngợi một hồi, bà ta đảo mắt quanh căn phòng, rồi bắt đầu gọi điện thoại. Tạ Linh Ngọc bây giờ có mối quan hệ thân thiết với Thẩm Bích Quân và công ty Danh Dương, chuyện như vậy, làm sao có thể để một mình bà ta biết được, chắc chắn phải thông báo ra ngoài, để bà ta thêm nở mày nở mặt. Quán cà phê Scarlet ở Đông Hải. Ở đây cách khu nhà của Tạ gia không xa lắm, chỉ khoảng 2 con đường. Nhưng nơi này rất yên tĩnh, ít người qua lại, cảnh vật xung quanh cũng không tệ. Tìm được chỗ ngồi ở trong góc, hai người Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc ngồi xuống ghế. Hai người đều nằm trong số những cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp Đông Hải. Do đó, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vừa đến, đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn trong quán cà phê. Bất luận là khách hàng ở trong quán, hay những nhân viên phục vụ, toàn bộ đều chăm chú ngước nhìn. Những khách hàng này có cả nam lẫn nữ, ánh mắt đàn ông nhìn thấy Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc liền sáng lên, cảm thấy dạo dực thèm muốn. Các cô gái ở trong quán với nhiều nét mặt khác nhau, có ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen tị, rất đa dạng. Còn nhân viên phục vụ đang ngẩn ngơ nhìn cũng bừng tỉnh lại khi Thẩm Bích Quân ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức bước tới. Một ly cà phê sữa. Một ly nước suối. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc mỗi người gọi một ly. Yên tĩnh. Trong quán cà phê rất yên tĩnh, mà chỗ ngồi của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc dường như ngăn cách tầm nhìn của hầu hết tất cả mọi người. Ngay sau đó, một ly cà phê sữa và một ly nước suối được đưa đến. Đợi nhân viên phục vụ đi khuất bóng, Thẩm Bích Quân mới nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc. Cô biết, nếu như mình không mở lời trước, với tính cách của Tạ Linh Ngọc, có khả năng cô ấy sẽ tiếp tục im lặng không nói gì. Em định cứ như vậy sao? Thẩm Bích Quân nhẹ giọng hỏi, tay cầm chiếc muỗng, khuấy nhẹ nhàng trong ly nước, quan sát ánh mắt của Tạ Linh Ngọc, đợi câu trả lời của cô. Em có thể làm thế nào nữa? Ly hôn với Chu Dương, tìm một công tử nhà giàu khác để kết hôn, hay là không nhận người mẹ này? Tạ Linh Ngọc trầm mặc một lúc, sau đó thong thả nói, giọng điệu tràn đầy cay đắng. Nỗi đau này, nhiều người nói rất dễ giải quyết, trước đây, Tạ Linh Ngọc cũng cho rằng chuyện như vậy sẽ dễ dàng xử lý, nhưng chuyện đến nước này, cô mới phát hiện ra, vốn dĩ một mình cô không thể giải quyết được. Hai lựa chọn, cô vừa nhắc đến. Thật sự là điều mà cô muốn sao? Ly hôn với Chu Dương, theo yêu cầu của bà Tạ, tái kết hôn cùng một anh công tử có tiền có quyền khác. Cô không thể làm chuyện trái với lương tâm mình như thế được. Không nhận mẹ ruột của mình. Bây giờ người có quan hệ máu mủ với Tạ Linh Ngọc duy nhất trên đời này chính là mẹ của cô, nếu như không nhận bà ta, vậy bản thân cô là thứ con bất hiếu gì. Nhưng thái độ và giọng điệu của mẹ em vừa nãy, em cũng thấy rồi đó, chị nghĩ, chuyện như vậy, không thể chỉ xảy ra ngày hôm nay, trong thời gian mấy năm nay, chắc chắn đã xảy ra nhiều lần. Thẩm Bích Quân nhẹ nhàng nói, bây giờ là lúc giải quyết dứt khoát, càng do dự không chắc chắn, lại càng bị mắc kẹt không thể bước ra. Vấn đề này, có lẽ thật sự là một sự lựa chọn khó khăn. Nhưng cô ấy không cho rằng Tạ Linh Ngọc không thể đưa ra quyết định. Trừ phi là Tạ Linh Ngọc không muốn đối diện mà thôi. Thật ra bản thân em cũng biết, chỉ cần em nói chuyện của Chu Dương với mẹ của em, bà ấy sẽ lập tức thay đổi cách nhìn đối với Chu Dương, tất cả thái độ và lời nói rèm pha đối với Chu Dương cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Thẩm Bích Quân tiếp tục nói. Thật ra,
cô ấy có thể hiểu suy nghĩ của Tạ Linh Ngọc. Dù sao, Tạ Linh Ngọc cũng được xem là một người phụ nữ thành đạt, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Muốn nói với bà Tạ về tình hình của Chu Dương, để bà Tạ thay đổi suy nghĩ, chuyện như vậy, Tạ Linh Ngọc tuyệt đối không phải chưa nghĩ đến. Tuy nhiên vấn đề về mặt lý thuyết, Tạ Linh Ngọc không thể đưa vào thực tế. Nhưng nếu như vậy, đối với Chu Dương mà nói, tuyệt đối không công bằng. Giọng nói của Tạ Linh Ngọc hơi nhỏ, hiển nhiên, cô lại một lần nữa rơi vào quyết định khó khăn. Còn tình huống này, lại khiến cho tâm trạng Thẩm Bích Quân đột nhiên căng thẳng. Cô cảm thấy sự việc trước mắt này khá quen, hình như cô từng gặp ở đâu đó rồi. Giang Yến. Lúc trước ở tỉnh Tương Tây, Thẩm Bích Quân đã từng thấy tình cảnh tương tự xảy ra với Giang Yến. Đó là hậu quả để lại sau khi rơi vào bế tắc, tự mình chìm vào hố sâu giữa lựa chọn khẳng định hay chối bỏ, Tạ Linh Ngọc đang không ngừng khẳng định và phủ định hai sự lựa chọn trước mặt. Thật là phiền phức. Trong lòng thở dài, Thẩm Bích Quân không ngờ rằng, Tạ Linh Ngọc cũng đi vào con đường cùng. Phải biết rằng, bất luận trước đây ở Đông Hải, hay ở tỉnh Tương Tây, tâm trạng của Tạ Linh Ngọc đều có vẻ ổn, không thể hiện bất kỳ thái độ khác thường nào. Linh Ngọc, em cảm thấy tình cảm của Chu Dương đối với em là thật sao? Thẩm Bích Quân bất lực, giơ tay ra nắm chặt lấy tay của Tạ Linh Ngọc, nhẹ giọng nói. Lúc đặt câu hỏi này, Thẩm Bích Quân đang ngưỡng mộ Tạ Linh Ngọc. Là một người ngoài cuộc, thật ra Thẩm Bích Quân có thể cảm nhận được tình cảm của Chu Dương đối với Tạ Linh Ngọc. Tình cảm này, bây giờ không quá nồng nhiệt, nhưng vẫn cứ liên tục tỏa sáng ấm áp, không ngừng ôm lấy Tạ Linh Ngọc, từ đầu đến cuối Chu Dương vẫn một lòng một dạ với cô. Em không biết, giọng nói của Tạ Linh Ngọc như tiếng muỗi kêu, nếu như không phải quán cà phê này khá yên tĩnh, hơn nữa Thẩm Bích Quân chăm chú lắng nghe, e rằng đến cả cô cũng không nghe được. Nhưng Thẩm Bích Quân đã nghe thấy câu trả lời của Tạ Linh Ngọc. Em không biết. Tạ Linh Ngọc không biết. Thẩm Bích Quân nhìn Tạ Linh Ngọc, khóe miệng khẽ co giật. Linh Ngọc, thật ra em biết rõ, tình cảm của Chu Dương đối với em chân thành hơn người khác, tình cảm này, chính là có một không hai. Thẩm Bích Quân trầm giọng nói, nhìn thấy sắc mặt Tạ Linh Ngọc không hề thay đổi gì, cô hít thở sâu một hơi, quyết định lớn tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Linh Ngọc, em không nghĩ rằng, quan hệ của Chu Dương và chị rất thân mật sao, trò chuyện cười nói, nhìn chị với anh ấy mới giống một đôi. Chương 631, cuộc trò chuyện giữa hai cô gái 2. Thẩm Bích Quân nói xong, mỉm cười nhìn Tạ Linh Ngọc. Cô ấy biết, mình nói câu này ra, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ có phản ứng. Quả nhiên, Thẩm Bích Quân vừa dứt lời, đôi mắt của Tạ Linh Ngọc lập tức nhấp nháy, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hiển nhiên, Tạ Linh Ngọc thật sự có suy nghĩ như vậy. Ngay lập tức, Tạ Linh Ngọc im lặng, cô không nói gì, còn lời nói vừa nãy của Thẩm Bích Quân, lại giống như tiếng gió ở xung quanh, cứ không ngừng vang vọng bên tai của cô, mặc dù cô không muốn nghe những lời như vậy, nhưng nó vẫn truyền vào tai của cô. Dường như, trong lòng Tạ Linh Ngọc thật sự có suy nghĩ như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân vẫn rất tốt. Hơn nữa trước đây Thẩm Bích Quân thậm chí còn giúp Chu Dương đỡ một nhát dao chí mạng, suýt chút nữa đã chết trong tay kẻ xấu. Cho dù cả hai đang là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cùng làm trong một công ty, qua lại với nhau là điều không tránh khỏi. Những điều này, Tạ Linh Ngọc cũng có thể hiểu được. Nhưng quan hệ giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương, cũng quá tốt, vượt xa mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường khác. Thẩm Bích Quân cực kỳ lạnh lùng khi đối xử với người khác, giống như một núi băng. Nhưng lúc đối diện với Chu Dương, lại như một người khác, trở nên hoạt bát tinh nghịch, hơn nữa còn đùa giỡn với Chu Dương, ngay cả cử chỉ cũng thân thiết gần gũi hơn nhiều so với Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc đều nhìn thấy những điều này. Trước đây cô cố gắng hết sức không để bản thân nghĩ theo hướng đó, tại vì trong lòng cô vẫn còn một kỳ vọng. Đó là tất cả những chuyện này có thể do bản thân đã nghĩ sai, giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương chỉ là quan hệ đơn giản, chỉ thân thiết hơn bình thường một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, nghe Thẩm Bích Quân tự nói hết nỗi lòng, Tạ Linh Ngọc mới phát hiện, bản thân thật ra không hề thờ ơ và vô tâm như vậy. Cô rất quan tâm đến điều này. Phải biết rằng, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mới là vợ chồng, còn trước đây, Chu Dương nhiều lần bày tỏ ra rằng phải trân trọng tình cảm với Tạ Linh Ngọc, muốn cho Tạ Linh Ngọc biết, cô ở cạnh anh không phải là một sai lầm. Mà những điều này, đều là lý do chính khiến Tạ Linh Ngọc rơi vào sự lựa chọn khó khăn giữa bà Tạ và Chu Dương. Bằng không, nếu như Chu Dương vẫn như 3 năm trước, không có chí tiến thủ, tinh thần sa sút, bộ dạng không muốn tiếp tục cố gắng,
thì e rằng Tạ Linh Ngọc sẽ không có lựa chọn rối rắm thế này. Lúc đó, sợ rằng hai người sẽ thật sự ly hôn. Em không có. Tạ Linh Ngọc mở lời muốn phủ định nó trong tiềm thức. Nhưng nói đến một nửa, lại không thể tiếp tục. Tạ Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Bích Quân, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lẽ nào Thẩm Bích Quân có thể nhìn ra được suy nghĩ trong đầu mình? Không thì, vừa nãy cô ấy tại sao lại hỏi như vậy? Ha ha, em xem kìa, cuối cùng em vẫn quan tâm đấy thôi. Thẩm Bích Quân khẽ cười, nhìn thấy ánh mắt của Tạ Linh Ngọc đang trở nên dịu dàng. Nếu nói rằng cô không biết gì về suy nghĩ của Tạ Linh Ngọc thì tất nhiên đều là giả, không thể nào có chuyện như vậy. Thật ra, trong lòng Thẩm Bích Quân vẫn đang suy đoán Tạ Linh Ngọc đang nghĩ gì. Thậm chí cô ấy tự tưởng tượng mình là Tạ Linh Ngọc, đổi lại là Tạ Linh Ngọc, nhìn thấy quan hệ gần gũi giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân thì sẽ có suy nghĩ ra sao. Kết quả có được, khiến cho Thẩm Bích Quân ngạc nhiên. Ngưỡng mộ, đố kỵ, thậm chí là có chút thù hận. Đúng vậy, không sai, Thẩm Bích Quân đến bây giờ, đều cho rằng bản thân lúc đó không nghĩ sai. Tạ Linh Ngọc có lẽ từng suy nghĩ như vậy. Trừ khi, tình cảm của Tạ Linh Ngọc đối với Chu Dương không phải chân thật, cô căn bản không có cảm tình gì với Chu Dương. Bằng không, một người phụ nữ, không thể dương mắt nhìn chồng của mình đi bên cạnh người phụ nữ khác, mà quan hệ lại tốt như vậy. Nói rằng đây là thói quen ghen tuông của phụ nữ cũng được, hay là nói trái tim của Thẩm Bích Quân hẹp hòi cũng xong, hoặc đây chỉ là sự hoang tưởng tùy tiện của Thẩm Bích Quân cũng đành. Bây giờ Tạ Linh Ngọc đã mở lời, hơn nữa nghe giọng điệu và nhìn thấy biểu cảm thay đổi này, trong lòng Thẩm Bích Quân đã có kết quả rõ ràng. Thật ra bây giờ em không phát hiện ra, em đã đi vào bế tắc sao? Thẩm Bích Quân nhẹ giọng nói, chỉ cần Tạ Linh Ngọc nhận thức được tình cảm thật sự của mình thì mọi chuyện đều dễ nói. Khuyên nhủ cô thoát khỏi bế tắc này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Điều này, Thẩm Bích Quân vẫn có thể đảm bảo, dù sao cô cũng là người có kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cô không thiếu kỹ năng. Em đang bị cuốn vào vòng tuần hoàn vô hạn của sự lựa chọn giữa Chu Dương và mẹ của em vẫn chưa đưa ra quyết định, rốt cuộc là chọn Chu Dương hay chọn mẹ. Đó là bởi vì em chưa nhận thức rõ ràng tình cảm của mình đối với Chu Dương, thậm chí, nhiều lúc, em còn đang nghi ngờ Chu Dương. Nghi ngờ bản thân em và nghi ngờ tương lai của cả hai người. Nhưng mà, có lẽ vì những nguyên nhân này, mà trong lòng em có ấn tượng sâu đậm về Chu Dương, để em cho anh ấy một cơ hội, cũng cho bản thân em một cơ hội. Bằng không, chị tin rằng, dựa vào tính cách của mẹ em, cùng với hoàn cảnh xung quanh, e rằng em đã sớm ly hôn với Chu Dương rồi. Thẩm Bích Quân nói hết câu này đến câu khác, rơi vào tai của Tạ Linh Ngọc, lại giống như tiếng sét giữa trời quang. Khiến trái tim của Tạ Linh Ngọc run lên từng hồi, không có cách nào bình tĩnh được. Bản thân thật sự rơi vào bế tắc, rơi vào tình huống lựa chọn khó khăn giữa mẹ và Chu Dương. Vậy thì, tình cảm của mình đối với Chu Dương rốt cuộc ra sao? Trong một khoảng thời gian, tâm trạng của Tạ Linh Ngọc thay đổi đáng kể. Cô không biết bản thân là người thế nào, Chu Dương là gì với cô, mẹ của cô lại là gì với cô. Tại sao cảm thấy giống như cả thế giới đang chống đối lại mình? Cả thế giới hình như đều bỏ rơi mình, để bản thân đơn độc đối diện với bóng tối và sự sợ hãi. Hai tay của Tạ Linh Ngọc khoanh lại, để trên bàn, rồi cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong cánh tay. Cô cần thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định. Những điều này, đều không thể quyết định không khoảng thời gian ngắn được. Yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt. Thẩm Bích Quân nhìn Tạ Linh Ngọc, khóe miệng khẽ co giật, nhìn bộ dạng này, Tạ Linh Ngọc có lẽ đã chạm vào vấn đề. Đi ra khỏi sự bế tắc không còn là một chuyện khó khăn gì nữa. Thế này mới tốt, khiến Tạ Linh Ngọc đối diện thật sự với tình cảm của mình, bất luận là đối với bản thân cô ấy, hay là đối với Chu Dương, thậm chí là đối với Thẩm Bích Quân, đều là một chuyện rất tốt. Thẩm Bích Quân không có cách từ chối việc đối mặt với chuyện này. Hai cô gái xinh đẹp. Lúc đó, một giọng nói không đúng lúc đột ngột vang lên. Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt Thẩm Bích Quân. Trên mặt nở nụ cười tự tin, cho rằng rất đẹp trai, nhẹ giọng nói, âm thanh hết sức dịu dàng. Thẩm Bích Quân nhíu mày. Chưa kể đến mùi nước hoa tỏa ra từ người đàn ông này, làm cho mũi người khác ngứa ngáy, mà bộ dạng của hắn cũng khiến người khác cảm thấy chán ghét. Tạ Linh Ngọc muốn bước ra khỏi sự bế tắc, lúc này, không thể bị người khác quấy rầy. Thẩm Bích Quân cau mày, khẽ gật đầu với người đàn ông trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, im lặng không hề lên tiếng. Nhưng ánh mắt của Thẩm Bích Quân vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.
Chương 632, phản ứng của các bên. 1. Nếu như ánh mắt có thể nói chuyện được, Thẩm Bích Quân nhất định sẽ cho người đàn ông này biết, cho dù có muốn bắt chuyện thì cũng phải phân rõ hoàn cảnh. Và trong ánh mắt của Thẩm Bích Quân đã thể hiện rõ ra ý như vậy. Người đàn ông chào hỏi, thấy Thẩm Bích Quân lạnh lùng nhìn mình, trái tim chợt thắt lại. Lẽ nào mình bị từ chối hay sao? Không phải chứ, mình đã từng rất nhiều lần đánh gục được rất nhiều đối tượng, căn bản không có mấy người phụ nữ có thể chịu được sức hấp dẫn của mình. Hai cô gái xinh đẹp, xin chào, tôi là... Người đàn ông khẽ mỉm cười, hơi điều chỉnh nụ cười của mình một chút, chuẩn bị chào lại một lần nữa. Cút! Thế nhưng, một tiếng cút gọn lỏn phát ra từ miệng Thẩm Bích Quân, giống như một cái tát lớn giáng mạnh xuống mặt người đàn ông, khiến cho mặt hắn đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, xấu hổ vô cùng. Giọng nói của Thẩm Bích Quân rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng khó nghe. Người đàn ông này không phân rõ hoàn cảnh, nên Thẩm Bích Quân đương nhiên không ngại nhắc nhở hắn ta. Sau khi nói xong, Thẩm Bích Quân liền phớt lờ người đàn ông. Và khi người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Bích Quân, liền nhận thấy rằng hắn đã thất bại trong việc bắt chuyện làm quen, ngay lập tức hắn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên lúc này, nhiều người trong quán cà phê đã đưa mắt nhìn, người đàn ông nén lại sự tức giận của mình và ném một cái nhìn hằn học về phía Thẩm Bích Quân rồi mới rời đi với vẻ không cam tâm. Đã có tấm gương của người đàn ông đó, nên những người khác trong quán cà phê cũng ý thức được rằng Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc không phải là đối tượng dễ để ra tay nên họ cũng biết điều hơn nhiều. Dù vẫn có người đứng ở phía sau, chờ chén xông tới bắt chuyện, nhưng đều bị Thẩm Bích Quân mắng mỏ với một từ cút. Thẩm Bích Quân luôn ở bên cạnh Tạ Linh Ngọc, chờ cô hoàn toàn thoát ra khỏi gọng kìm. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi ở Đông Hải đều đang bàn tán về Chu Dương và về công ty Danh Dương. Chuyện Chu Dương và nhiều người từ công ty Danh Dương đã đến Tương Tây không phải là một bí mật, rất nhiều người ở Đông Hải đều biết. Tất nhiên, họ cũng biết gần như tất cả các chiến tích của Chu Dương ở Tương Tây. Phế bỏ đại thiếu gia Giang Bắc đời thứ ba của Giang gia, một trong năm đại gia tộc ở Tương Tây, gây ồn ào trong bữa tiệc tối của Giang gia, đánh hai bố con Trương Luân và Trương Đào, thậm chí còn giành được sự yêu mến từ Giang Yến của Giang gia, ra tay với đại thiếu gia của Khổng gia ở thành phố Liễu. Hầu như tất cả những người liên quan đến Chu Dương bây giờ đều biết về tất cả những điều này. Và chính bởi vì những tin tức và thành tích này, rất nhiều người ở Đông Hải đột nhiên phát hiện Chu Dương không chỉ rất lợi hại ở Đông Hải, mà Chu dù ra khỏi Đông Hải, đến Tương Tây, anh cũng vẫn vô cùng hùng mạnh như vậy. Không phải ra tay với năm đại gia tộc thì là ra tay với một vài gia tộc ẩn giật. Hơn nữa, lần nào cũng vậy, đều kết thúc với phần thắng thuộc về Chu Dương. Nếu không nhờ một số nguồn tin, nhiều người sẽ nghĩ rằng người của Chu Dương đang tâng bốc anh. Tuy nhiên, chính vì những nguồn này đáng tin cậy và có thật mới khiến nhiều người phải kiêng dè. Tên Chu Dương này rốt cuộc có nền tảng như thế nào mà lại hống hách không chỉ ở Đông Hải, mà kể cả ở Tương Tây cũng ngông cuồng như vậy. Trụ sở của Trần Chấn sắc mặt u ám ở trong phòng làm việc nhổ ra khói mù, cả người chìm trong khói thuốc, thoát ẩn thoát hiện. Trong văn phòng còn có cả Trần Hạo Nam và một số người khác. Sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm. Chú, cái tên Chu Dương đó lại lợi hại như vậy, chúng ta phải làm sao đây? Trần Hạo Nam có chút không cam tâm, hắn không ngờ rằng, Chu Dương có thể lợi hại như vậy, oai phong ở Đông Hải này cũng đã đành, đến Tương Tây rồi mà uy danh vẫn không hề giảm sút. Điều này khiến Trần Hạo Nam có một cảm giác thất bại. Đặc biệt là Trần Chấn, chú ruột của hắn. Phó tổng biên tập tờ cũng không được lợi lộc gì mà còn bị tổn thất không ít. Vì lý do này, Trần Chấn đã mấy lần mắng Trần Hạo Nam, tất cả những điều này, Trần Hạo Nam đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Câm miệng, tất cả đều không phải do con sao, nếu không làm sao chúng ta lại có quan hệ không tốt với Chu Dương chứ? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Đông Hải là chốn ngọa hổ tàng long, đừng có ra ngoài tùy tiện khiêu khích người khác, con lại không nghe, giờ tất cả đều là do con cả. Tuy nhiên, khi Trần Hạo Nam vừa nói xong, Trần Chấn đã mắng nhiếc một trận, hoàn toàn không vì Trần Hạo Nam là cháu trai của mình mà kiêng dè trước sau. Thậm chí nếu như Trần Hạo Nam không phải là cháu của Trần Chấn có thể đã ra tay thẳng thừng rồi. Trần Chấn chửi bới xong, dường như vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ để giải tỏa cơn tức giận của mình, lại càng phát ra một ngọn lửa không tên. Trần Hạo Nam choáng váng, hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Lúc đó làm sao hắn biết được chỉ một lời nói lại đắc tội với người ta kinh khủng như vậy chứ, hơn nữa chẳng phải chính ông chú của mình cũng không ăn được người ta nữa sao.
những người khác trong văn phòng lúc này sắc mặt trông rất khó coi. Mấy tháng trước, Chu Dương rời khỏi Đông Hải, Tôn Nguyệt cũng cùng Chu Dương rời khỏi Đông Hải, cho nên họ cũng có khoảng thời gian khá tốt ở Đông Hải. Mặc dù họ bị Hiệp hội ngành truyền thông Đông Hải loại trừ, nhưng điều này không có nghĩa là họ thực sự không thể đạt được bất kỳ bước tiến nào trong ngành truyền thông Đông Hải. Ngược lại, bằng cách sử dụng một số mối quan hệ trước đây, mọi người vẫn có một cuộc sống rất đầy đủ, phong phú. Nhưng bây giờ Chu Dương đã trở lại, liệu họ còn có thể không kiêng dè một chút nào giống như lúc trước nữa hay không? Không thể. Đây là điều mà ai cũng có thể dự đoán được, thậm chí Trần Chấn còn bi quan hơn, ông ta cho rằng Chu Dương có thể sẽ thanh toán tất cả những gì họ đã làm đối với mấy người Chu Dương trong vài tháng qua. Xét cho cùng, việc bỏ qua sự giám sát của Hiệp hội ngành nghề đã là vi phạm quy định của toàn bộ Hiệp hội ngành, nói một cách nghiêm ngặt hơn thì đó chính là đã vi phạm một điều cấm kỵ của ngành. Nếu điều này được đặt vào thời cổ đại thì sẽ bị chỉ trích bằng lời nói. Ngay cả trong thời hiện đại, một khi làm ra chuyện như vậy, cũng đồng nghĩa với tự đoạn tuyệt với toàn bộ những người cùng ngành nghề. Tuy nhiên, nếu Trần Chấn và những người khác cứ thế ngồi không đợi Chu Dương tìm đến nhà và xử lý thì họ không thể làm được. Nếu họ không thực hiện cuộc tranh đấu cuối cùng, họ sẽ không thể cam tâm được. Những chuyện đó cũng không phải chỉ mỗi gia đình chúng ta làm mà còn có những người kia nữa. Bọn họ cũng có phần, đừng bao giờ nghĩ đến việc thoát thân. Chú sẽ đi liên hệ với họ, cho dù Chu Dương thực sự muốn ra tay với chúng ta thì cũng phải cân đo đong đếm liệu hắn có cái khả năng ấy hay không. Trần Chấn lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Trần Chấn có sự tự tin này. Chu Dương đúng là rất lợi hại và đã thành lập một hiệp hội ngành để hạn chế ngành truyền thông Đông Hải. Nhưng, liệu hắn có thực sự dám chống lại những người đó hay không? Trần Chấn không nghĩ như vậy, Chu Dương không có cái gan đó. Khi nghe những lời của Trần Chấn, những người khác đều bị sốc. Trần Hạo Nam cũng bị sốc. Đương nhiên hắn hiểu Trần Chấn nói gì. Vì vậy, trong lòng Trần Hạo Nam lúc này rất kích động. Chỉ cần Chu Dương không biết tốt xấu gì dám chống lại những người đó, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến lúc đó hắn sẽ trả thù tất cả những thù hận của mình. Tô gia. Sự trở lại của Tô Vĩ đương nhiên gây ra xôn xao dư luận. Toàn bộ Tô gia là một cảnh tượng đầy náo nhiệt. Gia chủ Tô gia Tô Thế Minh nhìn Tô Vĩ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ấm lòng. Sau khi ra ngoài một chuyến, Tô Vĩ dường như đã trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, và dường như cậu ta cũng có phong thái riêng trong từng cử chỉ. Quả nhiên, con trẻ cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết được trách nhiệm trên vai mình là rất lớn. Chương 633, phản ứng của các bên. 2. Ha ha, Tiểu Vĩ, hãy nói cho bố biết con đã làm được những gì ở Tương Tây. Tô Thế Minh rất vui, trong bữa tiệc chiêu đãi Tô Vĩ, mặt mày ông ta vô cùng mừng rỡ. Ông ta rất muốn biết Tô Vĩ đã làm gì ở Tương Tây, cậu ta đi theo Chu Dương đã học được những gì mà tại sao sau khi trở về lại thay đổi nhiều như vậy. Tô Thế Minh thậm chí đã đưa ra quyết định, ngày mai nhất định ông ta phải đưa Tô Vĩ đến công ty Danh Dương, và cảm ơn Chu Dương một phen. Con không làm gì cả, chán chết đi được, toàn là mấy người lão đại làm việc ấy. Con cảm thấy chán nên ngủ trong khách sạn, rồi ăn uống, thỉnh thoảng đi mua sắm, tán gẫu với mấy em gái xinh đẹp và nói về lý tưởng sống. Tô Vĩ nói một cách mơ hồ, dường như không quan tâm lắm. Dù sao thì trước đây cậu ta thường xuyên làm những việc như vậy, hơn nữa Tô Thế Minh cũng biết điều đó. Tuy nhiên, Tô Vĩ không để ý rằng sắc mặt Tô Thế Minh lúc này đã trở nên u ám. Ánh mắt ông ta nhìn Tô Vĩ vẫn đang say sưa ăn uống đầy kinh ngạc và buồn bực. Cậu ta là con trai độc nhất của gia chủ Tô gia, là người thừa kế tương lai của Tô gia mà lại chạy từ Đông Hải đến Tương Tây chỉ để ngủ trong khách sạn, ăn uống vui chơi, trò chuyện với các em gái, và nói về lý tưởng sống. Nghịch tử, vẫn còn ăn uống được à, lẽ nào ở Tương Tây ăn còn chưa đủ sao? Tô Thế Minh hét lên, giật lấy chiếc đùi gà từ tay Tô Vĩ, đập mạnh xuống đất, trừng mắt nhìn cậu ta. Nhưng Tô Vĩ vẫn với vẻ mặt bần thần, không hề biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao bố mình lại đột nhiên phát điên lên như vậy. Một lúc lâu sau, Tô Vĩ mới biết ý của ông, cậu ta khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Vĩ đột nhiên hiện lên tất cả những chuyện đã trải qua cùng Chu Dương, cậu ta liền kể rõ từng chuyện một cho Tô Thế Minh nghe. Có rất nhiều chuyện Tô Vĩ không tham gia vào, nhưng cậu ta có nghe những người khác nói lại. Tất nhiên, Tô Vĩ cũng đã tự mình trải nghiệm vài chuyện trong đó, vì vậy cậu ta biết nhiều hơn và giải thích được chi tiết hơn.
Chờ đến khi Tô Vĩ nói xong, Tô Thế Minh lúc này mới hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng tiêu hóa những thông tin này. Tất nhiên, với tư cách là gia chủ Tô gia và đứa con trai duy nhất của ông ta cũng ở Tương Tây, nên đương nhiên là Tô Thế Minh nắm rõ như lòng bàn tay tin tức ở Tương Tây cũng như của nhóm người Chu Dương. Cũng chính vì điều này mà Tô Thế Minh mới than thở về sự bá đạo của Chu Dương. Ở Đông Hải anh có thực lực lớn mạnh thì cũng đã đành, vì dù sao nền tảng của công ty Danh Dương là ở Đông Hải. Hơn nữa, anh còn có sự ủng hộ của Trần Thế Hào thuộc câu lạc bộ Silver Lake. Căn bản không có mấy người dám đắc tội với Chu Dương. Tuy nhiên, ở Tương Tây thì khác. Chưa kể đến việc nhóm người Chu Dương gần như đến Tương Tây với hai bàn tay trắng. Vào thời điểm đó, công ty Danh Dương thậm chí còn chưa có chi nhánh tại Tương Tây, và Trần Thế Hào cũng gần như ở trong trạng thái ẩn mình. Đối với những chiến tích của Chu Dương ở Tương Tây, hầu như đều là do anh tự mình tạo dựng nên, thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình. Xem ra, thành công của Chu Dương không phải ngẫu nhiên. Khẽ rên rỉ một tiếng, Tô Thế Minh trầm ngâm suy nghĩ, hiện giờ ông ta cần phải cân nhắc đến quan hệ giữa Tô gia và Chu Dương trước đây, và trong tương lai giữa hai bên nên là loại quan hệ gì? Đó là sự hợp tác hay sự dựa dẫm? Nếu là dựa dẫm thì ai đang dựa dẫm vào ai? Xét ở thời điểm hiện tại, đương nhiên là Chu Dương phải dựa thế của Tô gia, vì dù sao nền tảng của Tô gia cũng khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc chắn vượt qua công ty Danh Dương rất nhiều. Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ phát triển hiện tại của Chu Dương thì khó có thể nói trong tương lai ai sẽ phải dựa dẫm vào ai. Điều quan trọng nhất là bên cạnh Chu Dương bây giờ có rất nhiều sự giúp đỡ. Những người này, chờ đến sau khi Chu Dương thực sự vươn lên, đều sẽ nhận được sự đền đáp rất hậu hĩnh. Và những người như vậy số lượng cũng có hạn. Khi đủ số lượng rồi thì sẽ không còn vị trí cho những người khác. Vì vậy muốn chiếm được một vị trí thì phải sắp xếp thật sớm. Tô Thế Minh cúi đầu, ánh mắt sáng rực, đắm chìm trong suy tư. Tôn gia, Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên đứng ở sân sau, nhìn những khối băng đang âm thầm đóng lại trong chiếc hồ ở phía trước, cả hai đều không ai lên tiếng trước. Cả Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên đều từng bị Chu Dương chế giễu. Chu Dương đã trở lại. Tôn Thiên trầm giọng nói. Đối với Tôn Thiên, cái tên Chu Dương dường như trở thành một áp lực. Mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên Chu Dương, Tôn Thiên luôn cho rằng mình đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều từ đối phương. Thậm chí ngay cả chú của hắn, Tôn Càn Khôn nổi tiếng khắp Đông Hải, và là nhị gia của Tôn gia, cũng đã phải chịu tổn thất dưới tay Chu Dương không dưới một lần. Thời gian dài như vậy, mấy tháng liền Chu Dương không ở Đông Hải rồi, điều này làm cho Tôn Thiên cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy nhiên, những ngày tốt lành này còn chưa được bao lâu thì Chu Dương đã lại quay trở về. Hơn nữa, với thực lực của Tôn gia, đương nhiên có thể thu thập được chuỗi thành tích của Chu Dương ở Tương Tây. Chính vì nhìn thấy chiến tích điên cuồng của Chu Dương ở Tương Tây mà Tôn Thiên ngày càng cảm thấy áp lực hơn, Chu Dương đã trở thành một con quỷ của chính bản thân mình. Nếu không thoát khỏi ảnh hưởng của Chu Dương đối với mình, thì Tôn Thiên gần như chắc chắn sau này sẽ không có tiến bộ gì, cuộc sống của anh ta sẽ dừng lại ở đó. Yên tâm đi, lần này chúng ta không cần ra tay, tất sẽ có người đối phó với hắn. Chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được rồi. Đông Hải mấy tháng nay trời yên biển lặng, thật sự khiến cho người ta cảm thấy không quen, bây giờ cuối cùng cũng lại sắp loạn lên rồi. Tôn Càn Khôn thì thầm. Vào ngày này, tin tức về việc Chu Dương trở lại Đông Hải đã lan truyền khắp Đông Hải. Một số người vui, một số lại buồn. Tuy nhiên, Đông Hải vốn êm đềm được vài tháng lại một lần nữa dấy lên sóng gió vì sự trở lại của Chu Dương. Không biết bao nhiêu người đang âm thầm chuẩn bị, liên hệ với các bên. Dù sao, trước đây Chu Dương ở Đông Hải đã có uy danh không hề nhỏ. Và vài tháng trở lại đây, tất cả mọi hành động của Chu Dương ở Tương Tây đã được nhiều người biết đến. Cùng lúc đang kinh ngạc trước sức mạnh của Chu Dương, không ít người cũng đang tìm kiếm đồng minh để có thể chống lại Chu Dương. Đêm đó, chắc chắn không phải là một đêm sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, những việc này không liên quan gì lắm đến Chu Dương. Buổi tối sau khi Chu Dương cùng mẹ nói chuyện vui vẻ, tâm sự, nói về tình hình hiện tại của bản thân và Tạ Linh Ngọc, thì đã đi ngủ rất sớm. Thực ra đi máy bay là một việc rất khổ sở đối với Chu Dương. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Chu Dương đến công ty Danh Dương từ sớm. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng công ty Danh Dương đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều nhân viên đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Tuy nhiên,
Chu Dương vẫn cần quay lại xem xét và kiểm tra tình hình vận hành hiện tại của một số công ty. Vừa mới đến công ty, Diệp Sở Thiến đã ra đón tiếp. Trong vài tháng qua, Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều rời Đông Hải đến Tương Tây, Diệp Sở Thiến chịu trách nhiệm về gần như toàn bộ công ty Danh Dương. Và Diệp Sở Thiến cũng không phụ sự kỳ vọng, cô đã xử lý công ty một cách đâu ra đó, không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Xét cho cùng, đối với một công ty lớn như Danh Dương, nếu ông chủ của công ty không ở đó và thậm chí còn biến mất trong vài tháng, điều đó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và tinh thần của công ty. Tuy nhiên, những thứ này nhờ nỗ lực của Diệp Sở Thiến đã không còn tồn tại. Chương 634, ra tay 1. Chị Diệp, lâu rồi không gặp, chị xinh đẹp hơn rồi đấy. Nhìn thấy Diệp Sở Thiến, Chu Dương chủ động bắt chuyện trước, đầu tiên là một tràng khen ngợi Diệp Sở Thiến. Dẫu sao, vài tháng nay, công ty trên dưới, không ít chuyện lớn nhỏ đều do Diệp Sở Thiến xử lý, điều này thực sự khiến cô ấy hao tổn không ít tâm sức và suy nghĩ. Tất cả những điều này, Chu Dương đều ghi nhớ trong lòng. Trước kia người không ở Đông Hải, không thể biểu đạt được điều gì, trở về rồi đương nhiên muốn khen ngợi một lượt. Tất nhiên, một số phần thưởng cũng không thể thiếu. Chu Tổng, anh đừng trêu đùa tôi nữa, anh với Thẩm Tổng rời khỏi công ty, rời khỏi Đông Hải lâu như vậy, thực sự khiến tôi rất khổ sở đấy. Diệp Sở Thiến vẻ mặt oán trách, vô cùng đáng thương nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương, khiến anh sởn tóc gáy. Vừa nghĩ tới Chu Dương và Thẩm Bích Quân rời khỏi Đông Hải, đi về Tương Tây an nhàn tự tại, còn mình ở công ty vừa làm việc vừa oán trách, xử lý các loại công việc phức tạp, trong lòng Diệp Sở Thiến đột nhiên hơi thất vọng. Trước kia đều gọi người ta là chị Thiến, bây giờ lại gọi người ta là chị Diệp, vừa nghe, liền biết mối quan hệ thân thiết. Có điều, Diệp Sở Thiến cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, cô vẫn biết nặng nhẹ tốt xấu, cô biết lần này mấy người Chu Dương quay về Đông Hải, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngay cả khi Tết đến công ty tạm đóng cửa vài ngày, mấy người kia e rằng cũng sẽ tìm cơ hội ra tay. Bây giờ, mặc dù Tết đang đến rất gần nhưng những người muốn ra tay cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Ngược lại, có thể vì Tết sắp đến, bọn chúng cảm thấy Chu Dương không có thời gian chuẩn bị đối phó, vì vậy sẽ bất ngờ ra tay. Chu Tổng, anh đừng tùy tiện như vậy nữa, anh phải biết rằng thời gian dài như vậy anh không ở công ty, nhưng vẫn tích lũy rất nhiều công việc cần anh giải quyết đấy. Diệp Sở Thiến cùng Chu Dương đi vào phòng làm việc, lấy ra một đống văn kiện, dồn dập bày ra trước mặt Chu Dương. Nhiều như vậy sao? Chu Dương nhìn những văn kiện này, cảm thấy hơi bất ngờ. Anh mới đi vài tháng, hơn nữa trong công ty còn có Diệp Sở Thiến xử lý công việc, sao còn tồn đọng lại nhiều việc như thế? Điều quan trọng nhất là Chu Dương tùy ý cầm lấy một phần văn kiện, chỉ nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy khá nan giải. Đây là tranh chấp giữa các đối tác liên quan đến công ty Danh Dương, phạm vi kinh doanh của hai công ty có sự trùng lặp, hai bên chỉ trích lẫn nhau, muốn để bên còn lại rút lui. Chuyện này, vốn dĩ không đáng là gì. Nhưng thuận theo sự phát triển càng ngày càng lớn của công ty Danh Dương, đối tác càng lúc càng nhiều, phạm vi phủ sóng kinh doanh càng ngày càng rộng, việc như này mặc dù không được xem là rất lớn, nhưng để xử lý tốt lại vô cùng rắc rối. Thông thường cần phải liên hệ với hai bên tranh chấp, mọi người cùng ngồi lại đưa ra các yêu cầu của mỗi bên, sau đó do người của công ty Danh Dương đứng ra hòa giải. Có thể hòa giải được, vậy thì hai bên sẽ bắt tay tiếp tục hợp tác, mỗi người làm tốt chuyện của mình. Nếu như không cách nào hòa giải, vậy thì hai bên sẽ tự ra tòa. Tùy tiện lật qua một chút, việc giống như vậy, có gần 10 tệp. Nói cách khác, trong mấy tháng nay, gần như những chuyện tranh chấp như thế này đều chưa xử lý tốt, vẫn còn lưu lại đến bây giờ, cần chờ tới khi anh về mới có thể giải quyết được. Chu Dương đưa tay vuốt trán, vẻ mặt bất lực. Vốn dĩ hôm nay anh đến công ty, chỉ để xem thử có việc lớn gì cần bản thân xử lý hay không, Chu Dương thật sự chưa từng nghĩ rằng đến đây để làm việc. Dù sao, sắp đến Tết rồi, dịp lễ ở nhà nghỉ ngơi một chút, như vậy không tốt sao? Chu Dương hận không thể tát cho mình một cái, ở nhà yên ổn không ở, cứ muốn đến công ty, còn bị Diệp Sở Thiến tóm được, bắt xử lý nhiều chuyện như vậy. Ha ha, chị Thiến, chị xem, nhiều chuyện như vậy, chị tùy tiện tìm vài người ở bộ phận hành chính tổng hợp xử lý đi, không phải là tốt rồi sao, tôi đi xử lý những chuyện này, có phải chuyện bé xé ra to không? Chu Dương cười nói, chọn ra khoảng 80% các văn kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp, bày thẳng sang một bên. Hàm ý rất rõ ràng, những việc này anh sẽ không làm, chuyện bé xé ra to này, hãy tìm người khác làm đi.
Ngoài những việc này, còn có những chuyện khác đều cần phương án thực hiện có cơ sở trước khi sang năm mới. Diệp Sở Thiến bất lực, thu dọn lại những văn kiện kia, chuẩn bị đi tìm người của bộ phận hành chính tổng hợp xử lý. Nhưng các văn kiện còn lại, những chuyện trên đó đều phải đi làm, ít nhất cũng phải có phương án triển khai, chờ ra Tết sẽ lập tức bắt đầu triển khai. Đối với một con tàu lớn như công ty Chu Dương, mỗi giây phút đều không được chậm trễ. Được rồi, tôi xem trước một chút, chị làm việc đi. Chu Dương cười nói. Anh cũng biết, nếu như Diệp Sở Thiến đã nói như vậy, thì có nghĩa những chuyện trong các văn kiện còn lại vô cùng quan trọng, ít nhất là trước Tết cũng cần phải cho ra một phương án triển khai. Khi Chu Dương xem những văn kiện này, bên ngoài lại có một đợt thủy triều âm thầm trào dâng. Chưa nói tới việc Trần Chấn của bản tin đã liên hệ với một số người, chuẩn bị phát động phản công với Chu Dương, đến cả Tôn Gia, cũng đã ở một bên quan sát bất cứ lúc nào cũng có thể giơ móng vuốt ra hung hăng xé nát một miếng thịt trên người Chu Dương. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về công ty Danh Dương, hôm nay Chu Dương đến công ty, cũng bị những người để ý ngay lập tức phát hiện, đồng thời còn truyền ra ngoài. Chu Dương lại không hề hay biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người Trần Chấn ai nấy đều vô cùng yên tĩnh, không một ai ra tay, toàn bộ kế hoạch hành động đều chưa có bất cứ ý định thực hiện nào. Chú à, lẽ nào bọn họ đã sợ rồi sao? Ở Tôn gia, Tôn Thiên nhìn Đông Hải bình yên, khẽ hỏi. Ở bên cạnh, Tôn Càn Khôn nhấm nháp uống cháo gạo đen, đôi mắt khẽ híp lại, hưởng thụ cuộc sống. Buổi sáng yên tĩnh như vậy, ăn một bát cháo đen luôn là sở thích của Tôn Càn Khôn. Lúc này, bên ngoài có bất cứ chuyện gì dường như đều không liên quan đến hắn. Không cần gấp, những chuyện này, càng xảy ra chậm hậu quả càng nghiêm trọng. Tôn Càn Khôn khẽ lên tiếng chỉ bảo. Đối với đứa cháu trai này của mình, Tôn Càn Khôn rất yêu thích, tự nhiên sẽ sẵn lòng chỉ bảo cho Tôn Thiên một số thứ. Nhất là tình hình giống như hôm nay, người trong cuộc không sốt ruột, người đứng bên cạnh quan sát như bọn họ, càng không cần phải quá nóng lòng. Chúng ta chỉ là người đứng ngoài quan sát, càng phải kiên nhẫn. Tôn Càn Khôn nói xong, đưa tay lau miệng, chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ vai của Tôn Thiên, ngữ khí có phần nghiêm túc. Cháu hiểu rồi. Tôn Thiên nghiêm túc gật đầu, thần sắc nôn nóng trên gương mặt cũng từ từ tiêu tan. Lúc này, ở một cửa hàng tiêu thụ cách xa nhất so với trụ sở của công ty Danh Dương, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường. Công ty Danh Dương. Chu Dương vừa mới xem xong một nửa văn kiện, đột nhiên Diệp Sở Thiến vô cùng lo lắng lao vào phòng. Chu Tổng, không hay rồi, cửa hàng tiêu thụ bên kia xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Diệp Sở Thiến vô cùng nghiêm trọng. Hai hàng lông mày dường như xoắn thành một đường, giọng điệu lo lắng. Đừng vội, từ từ nói. Chu Dương bình thản mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống trước, nói rõ nguyên do sự việc một lượt. Lúc này trong lòng Chu Dương lại cảm thấy hơi bất lực. Anh không muốn nhằm vào bất kỳ ai, nhưng luôn có người muốn gây sự với anh. Trước kia anh từng nghĩ bản thân từ Tương Tây quay về Đông Hải, sẽ gặp phải sự báo thù của một số người. Chu Dương dự tính là đối phương sẽ báo thù sau Tết, cho dù đối phương có nóng lòng không nhẫn nại được, ít nhất cũng phải đợi gần qua năm mới, như thế mới khiến cho Chu Dương anh trở tay không kịp. Nhưng Chu Dương không ngờ đối phương lại chọn lựa ra tay sớm như vậy. Xem ra sự tồn tại của anh quả thực khiến rất nhiều người không yên tâm. Nhưng càng như vậy Chu Dương càng không sốt ruột. Đối phương nóng lòng muốn ra tay đối phó với anh, chẳng qua là muốn anh vội vàng phản đòn, từ đó lộ ra sơ hở. Bị bọn họ nắm được thóp, sau đó tấn công. Tuy nhiên, Chu Dương sẽ không quá để tâm đến nó, từ từ giải quyết từng việc, sơ hở để lộ ra sẽ vô cùng ít, thậm chí là không có sơ hở. Hơn nữa, từ trong vài câu nói của Diệp Sở Thiến, Chu Dương biết rằng, đối phương cũng có phần dè chừng. Nếu không, chuyện hôm nay sẽ không phải xảy ra ở điểm tiêu thụ cách xa trụ sở của công ty Danh Dương nhất, mà sẽ là điểm tiêu thụ gần nhất. Chương 635, ra tay 2. Trước mắt, độ bao phủ công ty chúng ta ở thị trường Đông Hải đã đạt hơn 80%, trong số đó điểm tiêu thụ xa nhất nằm ở quận Khánh Phong. Chu Tổng, tin tức vừa nhận được, ba cửa hàng của quận Khánh Phong đồng thời xảy ra vấn đề. Sắc mặt Diệp Sở Thiến hơi u ám. Thông tin ba cửa hàng của quận Khánh Phong xảy ra vấn đề, vừa mới truyền tới, cô thậm chí còn chưa xem cẩn thận, đã đi thẳng qua phòng báo cáo với Chu Dương. Suy cho cùng. Quận Khánh Phong mặc dù ở xa trụ sở công ty Danh Dương nhất nhưng thị phần không hề nhỏ, dân số cả quận Khánh Phong là nhiều nhất ở thành phố Đông Hải, cơ sở tiêu dùng cũng lớn nhất.
mà điểm tiêu thụ của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong cũng chỉ có 3 cửa hàng này mà thôi, bây giờ cả 3 điểm tiêu thụ đều xảy ra vấn đề, như vậy có nghĩa là thị phần của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong sẽ giảm đi đáng kể. Thậm chí, nó sẽ ảnh hưởng tới cả bố cục của toàn bộ công ty Danh Dương ở thành phố Đông Hải. Vấn đề gì? Chu Dương nhướng mày, bình thản nói. Chu Dương hoàn toàn không quá để ý đến vấn đề xảy ra ở quận Khánh Phong. Đây chẳng qua là sự thăm dò của một số người. Nơi xảy ra vấn đề cách xa trụ sở của công ty Danh Dương, xử lý sẽ khá rườm rà, gây ra thiệt hại với trụ sở công ty Danh Dương cũng không phải lớn lắm. Chu Dương có thể hiểu lý do vì sao những người đó làm như vậy. Chẳng qua là muốn giảm bớt uy phong của Chu Dương. Đây chỉ là muốn thông qua chuyện này nói cho anh biết, ở Đông Hải, không phải chỉ có Chu Dương anh nói là được, còn có rất nhiều người hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh. Chỉ cần anh lại ngạo mạn hống hách, vậy thì tự nhiên sẽ có người liền vung tay, có thể khiến cho Chu Dương, công ty Danh Dương rơi vào tình cảnh khó khăn. Những người này có sự tự tin này, hoặc là cũng có thực lực đó. Nhưng theo Chu Dương thấy, tất cả chẳng qua đều là giả. Chỉ cần bọn họ không dám thực sự ngả bài ra đấu với anh, vậy thì, anh từ đầu đến cuối luôn ở vị trí có lợi. Ba điểm tiêu thụ ở quận Khánh Phong, một trong số đó vì nguyên nhân tài chính, tuyên bố đóng cửa. Còn hai cửa hàng kia đã ngang nhiên vi phạm hợp đồng, đưa mỹ phẩm từ các công ty khác lên kệ của cửa hàng. Diệp Sở Thiến trầm giọng nói. Những vấn đề này, xem ra dường như không đáng kể. Phá sản thì phá sản, đây không phải là điều mà sức người có thể ngăn cản, hơn nữa bọn họ cũng không nhất thiết đi quan tâm chuyện người khác có phá sản hay không. Còn về chuyện vi phạm hợp đồng, bộ phận pháp chế của công ty Danh Dương vẫn còn có người trực ban, chuyện như thế này. Giao cho bọn họ thì có thể giải quyết xong. Chỉ với hai cửa hàng tiêu thụ trong quận này mà muốn cạnh tranh với công ty Danh Dương, thì bọn họ vẫn còn khá ngây thơ. Đây có gì đâu, không phải rất nhẹ nhàng có thể giải quyết rồi sao? Chu Dương cười nói, anh thậm chí còn cảm thấy Diệp Sở Thiến chuyện bé xé ra to rồi. Sự việc như vậy, thực ra thậm chí không cần cô xử lý, bất kỳ lãnh đạo nào trong công ty cũng đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Càng không cần nói tới phải phiền tới Chu Dương anh. Chu Tổng, sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu, ba cửa hàng tiêu thụ này là ba cửa hàng duy nhất chúng ta có ở quận Khánh Phong, mà dân số của quận Khánh Phong nhiều, thị trường tiêu thụ lớn, thương hiệu mỹ phẩm lộn xộn. Sau đó, Diệp Sở Thiến nói một lượt tình hình cụ thể. Lúc này Chu Dương cuối cùng mới hiểu tại sao thần sắc của Diệp Sở Thiến lại nghiêm trọng như vậy. Quận Khánh Phong mặc dù ở cách xa trụ sở của công ty Danh Dương nhưng dân số đông nhất. Diện tích khu vực lớn nhất, hơn nữa triển vọng kinh doanh vô cùng tốt. Càng quan trọng hơn là khả năng phát triển nhanh của quận Khánh Phong rất mạnh, cả khu vực có không dưới 10 cửa hàng thương hiệu mỹ phẩm. Mà trong 10 cửa hàng đó, quy mô 3 cửa hàng của công ty Danh Dương chỉ có thể xếp thứ 2 từ dưới lên. Vài thương hiệu mỹ phẩm khác bất kể cái nào cũng đều nổi tiếng trong toàn quốc thậm còn có 4 thương hiệu nổi tiếng thế giới. Dưới tình hình này, khu vực Khánh Phong trở thành khu vực cạnh tranh giữa công ty Danh Dương và các công ty mỹ phẩm có cùng quy mô hoặc thậm chí là mạnh hơn nhiều so với công ty Danh Dương. Nếu như ai có thể đứng vững ở quận Khánh Phong, tự nhiên sẽ có địa vị. Thậm chí ai có thể giành được điểm tiêu thụ của các thương hiệu khác sẽ khiến địa vị của công ty mình lên một tầng cao mới. Công ty Danh Dương có 3 điểm tiêu thụ, thực lực rất yếu, bản thân giống như một miếng bánh ngọt, rất nhiều người đều muốn lao vào cắn vài miếng. Mà 3 điểm tiêu thụ này trước mắt thậm chí không ít người đã bắt đầu ra tay giở trò. Tuy nhiên vì tốc độ phát triển trong nửa năm qua của công ty Danh Dương quá nhanh, khiến một số người kiêng dè, chưa ra tay ngay. Nhưng bây giờ, một số người không nhẫn nhịn được nữa, hoặc là nói bọn họ đã có thực lực để cạnh tranh với công ty Danh Dương, hơn nữa còn có lòng tin có thể nuốt chửng 3 điểm tiêu thụ này. Lẽ nào tôi nghĩ sai rồi sao? Trong lòng Chu Dương không ngừng nghi ngờ. Theo những gì anh đoán trước đó, 3 cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong xuất hiện vấn đề chỉ là lời uy hiếp cảnh cáo của một số người. Nhưng bây giờ, 3 cửa hàng này thực sự gần như không còn, một cửa hàng phá sản, hai cửa hàng ngang nhiên vi phạm hợp đồng. Điều này cũng đã nói rõ, thị trường Khánh Phong đã không còn nhiều thị phần của công ty Danh Dương nữa, công ty Danh Dương cũng đã mất đi vị trí tương ứng. Đây là đối phương đã trực tiếp ra tay, chứ không phải chỉ cho Chu Dương một đòn phủ đầu. Ai là người đứng sau chuyện này? Chu Dương trầm giọng hỏi. Lúc này, trong đầu Chu Dương nghĩ tới rất nhiều khả năng. Trong đó, khả năng lớn nhất chính là một số kẻ thù trước đây của Chu Dương ở Đông Hải,
bọn họ biết được mọi hành động của Chu Dương ở tỉnh Tương Tây, nên bày mưu tính kế, liên kết với các công ty mỹ phẩm khác ở Đông Hải, đặc biệt là các công ty thương hiệu lớn, chuẩn bị hung hăng xử lý Chu Dương, làm giảm đà phát triển của công ty Danh Dương. Theo như thông tin tôi mới nhận được, hai cửa hàng tiêu thụ vi phạm hợp đồng kia, bên trong đã bỏ toàn bộ sản phẩm của chúng ta xuống kệ, ngang nhiên bày bán sản phẩm mỹ phẩm của các thương hiệu khác, trong đó có Perlite, Fragrance, còn cả Miseido. Diệp Sở Thiến đưa tài liệu cho Chu Dương xem, bên trên viết chi tiết tình hình đã xảy ra. Đây đều là tình hình hiện giờ của ba cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong. Ngoài một cửa hàng tuyên bố phá sản, đã bắt đầu đóng cửa, hai cửa hàng khác đã không còn sản phẩm mỹ phẩm của công ty Danh Dương, thay vào đó là các sản phẩm mỹ phẩm của ba thương hiệu Perlite, Fragrance và Miseido. Vậy nghĩa là ba công ty mỹ phẩm này dở trò. Chu Dương đóng tập tài liệu lại, trong lòng đã có một suy nghĩ, anh đoán được khái quát kế hoạch của người đứng sau chuyện này. Không sai, phán đoán của tôi cũng như vậy, nếu không thì tất cả quá trùng hợp, hai cửa hàng tiêu thụ vừa bỏ sản phẩm mỹ phẩm của công ty chúng ta xuống, quay đầu lại liền lập tức đưa lên kệ sản phẩm của ba công ty kia. Diệp Sở Thiến trầm giọng nói. Hơn nữa, Chu Tổng, ba công ty mỹ phẩm này, ngoại trừ Perlite là thương hiệu lớn nội địa khá nổi tiếng, Fragrance và Miseido đều là thương hiệu nổi tiếng thế giới, thực lực của bọn họ không tầm thường. Diệp Sở Thiến biết một vài tình hình của ba công ty đó, đây cũng là điều cô đang lo lắng. Chương 636, sóng ngầm. 1. Công ty Danh Dương rất lớn mạnh, chiếm thị trường rộng lớn ở Đông Hải, ở Tương Tây cũng luôn phát triển mạnh mẽ, hầu như không có công ty mỹ phẩm nào có thể cạnh tranh được. Dường như trong nước, sản phẩm của công ty Danh Dương đã không có đối thủ, thật là độc cô cầu bại mà. Nhưng trên thực tế, chỉ có người của mình mới có thể lay chuyển được hoàn cảnh của mình. Diệp Sở Thiến thậm chí còn hiểu rõ tình hình hiện tại của công ty Danh Dương hơn cả một cổ đông của công ty như Chu Dương. Đà phát triển hiện tại của công ty Danh Dương rất mạnh mẽ, chỉ tính riêng lợi nhuận trong một tháng đã có thể tạo ra hơn 1 tỷ. Tốc độ sinh lời này cũng rất dễ thấy khi nhìn vào thị trường trong nước. Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng, so với những công ty khác, thời gian của công ty Danh Dương từ khi thành lập đến nay là quá ngắn, thời gian trở nên phát tài cũng rất ngắn. Công ty Danh Dương có tốc độ phát triển nhanh như vậy nên chắc chắn là nền tảng sẽ không vững chắc. Rất nhiều việc và nhiều tình huống không có phương án ứng phó khẩn cấp tốt, thậm chí một số nội quy, quy định của công ty còn chưa được đầy đủ. Nói trắng ra, đó là sự thiếu nền tảng. So với một công ty lớn như Perlite trong gần một thế kỷ qua, đà phát triển hiện tại của Danh Dương có thể cũng tương tự như Perlite, nhưng nền tảng thì lại kém hơn nhiều so với người ta. Cần phải biết rằng, trong số những công ty nổi tiếng khắp trong và ngoài nước này có công ty nào là chưa từng trải qua đà phát triển như hiện nay của công ty Danh Dương. Đừng nói lợi nhuận một tháng hơn 1 tỷ, thậm chí có tháng lãi mấy chục tỷ, hơn nữa còn không chỉ một tháng thôi. Và những công ty đó, hiện nay đều là những thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn thế giới, và tài sản của công ty gấp hàng trăm lần công ty Danh Dương. Perlite, Fragrance, Miseido. Chu Dương thì thào nói nhỏ. Anh biết về Perlite. Ở Tương Tây, Vương Vĩ có bày Perlite lên kệ trong mỹ phẩm thành phố Liễu. Nghe nói rằng Khổng Huy đã giới thiệu tổng giám đốc của Perlite ở Tương Tây với Vương Vĩ. Đây là một thương hiệu lớn trong nước, Chu Dương biết và cùng từng nhìn thấy. Fragrance và Miseido nổi tiếng khắp thế giới, trước đây Chu Dương cũng đã từng ngưỡng mộ họ. Anh ngưỡng mộ những người có nền tảng, có năng lực và học vấn cao có thể làm việc trong một công ty nằm trong top 500 công ty cường thịnh nhất thế giới. Còn anh chỉ có thể làm việc trong một công ty mới thành lập như Danh Dương. Nhưng hiện tại, sau nửa năm thử thách, Chu Dương đã gần như hoàn toàn biến thành một con người khác. Cả con người anh đã không còn trầm mặc như lúc ban đầu mà đã trở thành một con người hoạt bát, cuồng nhiệt. Chính vì điều này mà Chu Dương đã trở thành cổ đông và quản lý của công ty Danh Dương, đưa công ty Danh Dương vươn lên nhanh chóng chỉ trong thời gian 6 tháng ngắn ngủi. Những người biết về lịch sử phát triển của công ty Danh Dương, không ai không biết đến sự tồn tại của Chu Dương. Nếu như giờ họ đã làm chuyện này, hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chiếm được hai gian bán hàng, chắc chắn họ còn phải có những âm mưu khác. Như thế này đi, anh đi sắp xếp trước kêu mọi người không được manh động. Lần này đối phương hung hãn tiến tới, còn chúng ta thì trước khi sự việc xảy ra một chút tin tức cũng không có. Có thể tưởng tượng được lần này bên kia đã phải chuẩn bị biết bao lâu rồi. Chị Thiến, chị cứ bảo những người bên dưới yên tâm làm việc của mình.
Nếu như ba cửa hàng ở quận Khánh Phong đã xảy ra vấn đề như vậy, vậy thì bây giờ người phụ trách của quận Khánh Phong cũng nên bắt đầu nghỉ lễ đi, hãy để họ yên tâm mà nghỉ ngơi thật tốt, đón một năm mới vui vẻ. Có chuyện gì đợi sang năm mới, sau khi họ quay trở lại làm việc tôi sẽ nói. Chu Dương xua tay, như thể anh căn bản không quan tâm đến tình hình ở quận Khánh Phong. Cách xử lý như vậy của Chu Dương làm cho Diệp Sở Thiến có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Chuyện xảy ra ở quận Khánh Phong nhìn thì có vẻ là chuyện tầm thường, nhưng cho dù bây giờ sự việc trông có vẻ nhỏ nhặt, sau khi ủ suốt một thời gian thì cũng sẽ tạo ra một cơn bão táp. Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng khi Chu Dương đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi trong hầu hết các trường hợp. Cũng giống như tình hình ở quận Khánh Phong hiện giờ, Diệp Sở Thiến cảm thấy rằng cần phải đặc biệt chú ý và đưa ra một phương án xử lý khẩn cấp. Nhưng mà, trong mắt Chu Dương, anh đã bỏ qua vấn đề chỉ với một câu cứ yên lặng chờ xem. Tôi sẽ đi sắp đặt, có điều Chu Tổng, anh không thể hời hợt với những chuyện như thế này. Diệp Sở Thiến muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Chu Dương đã nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt, cô cũng biết nếu như mình tiếp tục nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi Diệp Sở Thiến rời đi, Chu Dương mới từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên, lần này, tận sâu trong ánh mắt anh đã không còn vẻ thản nhiên như trước, mà mang theo một vẻ nặng nề. Ngay cả Diệp Sở Thiến cũng có thể biết được mức độ của mọi việc ở quận Khánh Phong rốt cuộc là nặng hay nhẹ, khẩn cấp hay không, thì làm sao Chu Dương có thể không biết được cơ chứ? Tuy nhiên, so với Diệp Sở Thiến, Chu Dương không gấp gáp như vậy, bởi vì anh cảm thấy những người đứng sau chắc chắn không phải chỉ có ba công ty Perlite, Fragrance và Miseido. Nếu như thực sự là ba công ty này, hành động của họ sẽ quá lộ liễu và quá trực tiếp. Nó đồng nghĩa với việc hét lên với cả thế giới rằng sự việc tại ba cửa hàng ở quận Khánh Phong của công ty danh dương của anh chính là do chúng tôi làm đấy. Và anh nhờ Diệp Sở Thiến sắp xếp như vậy, đó chẳng qua chỉ là một thủ đoạn che mắt, khiến những kẻ đứng sau cảm thấy anh thực sự đã bị che mắt, hơn nữa còn tự cao tự đại, không coi những chuyện ở quận Khánh Phong ra gì. Chỉ có như vậy, những kẻ vẫn luôn trốn phía sau mới không kiên nhẫn được và bắt đầu ra tay. Đến lúc đó Chu Dương sẽ chơi bài đánh hết một mẻ. Dù sao thì trên thế gian này chỉ có kẻ trộm coi người chứ làm gì có ai suốt ngày kè kè để phòng kẻ trộm được. Lần này, Chu Dương quyết định sẽ lôi hết những kẻ giật dây ở phía sau ra và xử lý gọn gẽ. Đánh cho họ biết sợ thì thôi, để cho họ biết rằng dám đối đầu với Chu Dương, dám có ý đồ không tốt với công ty danh dương thì sẽ phải chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, lần này vừa hay có thể thử xem sức mạnh của Chu Dương ở Đông Hải rốt cục có uy lực như thế nào. Đồng thời, sự thay đổi nhỏ xảy ra ở quận Khánh Phong đương nhiên không thể che giấu được đôi mắt của những người quan tâm. Nếu đó là một công ty khác, hoặc liên quan đến người khác, thì đương nhiên không thể nào nhiều người quan tâm như vậy được. Dù sao thì người ở Đông Hải nhiều như vậy, ai lại suốt ngày dõi theo một hai kẻ vô danh tiểu tốt kia chứ? Nhưng lần này thì khác. Lần này, cửa hàng nơi xảy ra biến cố thật trùng hợp lại chính là công ty danh dương, hơn nữa đó còn là ba cửa hàng bán hàng duy nhất của danh dương ở quận Khánh Phong. Có thể nói, nếu công ty danh dương không có bất cứ động thái nào, ba cửa hàng kinh doanh của danh dương ở quận Khánh Phong sẽ bị xóa sổ, và quyền ngôn luận cũng như địa vị của danh dương ở quận Khánh Phong cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong phòng làm việc của Trần Chấn, lúc này khói mù của đêm qua đã được quét sạch, mọi người trong văn phòng đều trông rạng rỡ hẳn lên. Đặc biệt là hai người Trần Chấn và Trần Hạo Nam, nụ cười trên khuôn mặt của họ chưa từng tắt. Chú à, lần này công ty danh dương chắc chắn sẽ không thể sống sót được. Con cũng muốn xem cái tên Chu Dương đó có thể có cách gì để ứng phó, có tài cán gì để tranh đấu với những người đó. Chương 637, sóng ngầm. 2. Trần Hạo Nam có vẻ như cuối cùng đã trả được mối thù, một vẻ đắc ý và hả hê vì đã báo được thù lớn thoáng qua trong mắt hắn ta. Trong những tháng qua, gần như chỉ cần Trần Hạo Nam nghe thấy tên Chu Dương, toàn thân sẽ như bị sét đánh, lưng lạnh toát, cả người như nhảy dựng lên. Chẳng qua hắn mới chỉ có một vài lần cãi nhau với Chu Dương, và đã bị Chu Dương đả kích trả thù, và cũng chính vì điều này mà chú của hắn là Trần Chấn đã trở thành kẻ thù của Chu Dương. Cũng theo đó mà Trần Chấn cũng bị ảnh hưởng không ít. Suốt thời gian qua, ở Đông Hải Chu Dương ngày càng giống như cá gặp nước, với sự giúp đỡ của Trần Thế Hào và Tô Gia, Chu Dương đã mơ hồ có xu hướng việc lớn đã thành ở Đông Hải. Nếu không ai có động thái ngăn chặn, Chu Dương có khả năng sẽ thống trị ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, và sau đó sẽ vươn ra các ngành khác. Đặc biệt,
Chu Dương đã bắt đầu tiếp cận với lĩnh vực truyền thông. Đây không phải là điều tốt đẹp gì đối với Trần Hạo Nam, Trần Trấn cũng như mọi người trong văn phòng vào lúc này. Đúng vậy, Tổng biên tập Trần, chuyện như thế này xảy ra ở quận Khánh Phong đã mấy giờ trôi qua rồi, mà cũng chưa nghe thấy phía Danh Dương có động tĩnh gì, hơn nữa Chu Dương cũng cứ thở ơ như không. Chắc không phải là Chu Dương sợ cái này đấy chứ, biết là chống đối lại với nhiều người như chúng ta là tự mình chuốc lấy cái khổ nên giờ quay đầu là bờ, muốn nhận sai chăng? Ha ha, thế thì còn gì tuyệt hơn, nhưng nếu hắn ta muốn thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi một cách dễ dàng như vậy, đó chẳng phải là quá hời cho hắn rồi sao? Theo tôi ấy à, người giống như Chu Dương không nên tiếp tục để hắn ở lại Đông Hải. Chỉ bằng để hắn rời khỏi đây, đến Thương Tây, hay là đến nơi nào đó mặc cho hắn tung hoành. Lời nói của Trần Hạo Nam giống như một tảng đá chìm xuống nước, ngay lập tức khơi dậy sự bàn luận và sự cảm khái của mọi người. Đã có lúc, họ đều bị chèn ép đến mức không thể thở được bởi Chu Dương và Hiệp hội ngành truyền thông thành phố Đông Hải do Chu Dương khởi xướng. Không phải họ chưa từng nghĩ cách mà chỉ là tất cả đều vô ích. Nhưng bây giờ, một bước ngoặt đã xuất hiện, và nguy cơ lớn nhất của Chu Dương đã đến. Chỉ cần lần này Chu Dương không còn át chủ bài, vậy thì tất cả sự sỉ nhục mà họ phải gánh chịu trước đó cũng sẽ tan thành mây khói theo thất bại của Chu Dương. Ha ha, lần này chủ yếu là do công lao của chú. Nếu không phải chú ở giữa liên hệ với những người đó thì bây giờ bọn họ cũng không làm gì được công ty Danh Dương, không ra tay với Chu Dương. Chúng ta muốn thu phục Chu Dương cũng không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa. Trần Hạo Nam cười càng vui vẻ hơn. Đây là công lao của Trần Trấn, và với tư cách là cháu trai của Trần Trấn, Trần Hạo Nam đương nhiên là có phúc cùng hưởng rồi. Đâu có, chú chẳng qua chỉ là mớm lời tí thôi, chủ yếu là vì những người đó cũng không chịu nổi những gì Chu Dương đã làm ở Đông Hải. Chu Dương thật sự cho rằng mình là lão đại ở Đông Hải, chuyện gì cũng phải nghe theo hắn chắc. Trần Trấn khẽ cười. Vẻ tự hào trên mặt cũng không hề thua kém bao nhiêu, mà sâu trong ánh mắt còn ánh lên vẻ đắc ý và hài lòng. Trước đây không có ai để ý tới hắn, là do hắn không đủ tư cách, hiện giờ nếu hắn còn dám bay nhảy, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Trần Trấn có đủ tự tin và vốn liếng để nói như vậy. Những người có mặt ở đây, bao gồm cháu trai ông ta là Trần Hạo Nam, đều chỉ biết ông ta đã liên lạc với nhiều người, sẵn sàng ra tay với Chu Dương, hơn nữa những người đó có thực lực rất mạnh. Thậm chí có thể một chọi một đối mặt với Chu Dương mà không bị lép vế. Tuy nhiên, họ lại không biết cụ thể Trần Trấn đã liên lạc với ai. Vấn đề này chỉ có bản thân Trần Trấn mới biết. Cũng chính vì như thế, ông ta mới tự tin như vậy. Nếu nói ở toàn bộ Đông Hải có ai có thể khuất phục được Chu Dương, thì e rằng chỉ có những người mà ông ta đã liên lạc đó thôi. Lúc này, sự tự tin của Trần Trấn bùng nổ, vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ vững vàng. Tôn gia. Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên lại đứng cùng với nhau. Tôn Càn Khôn vừa ăn sáng xong liền đến phòng làm việc, Tôn Thiên đi theo sau, hắn đóng cửa lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chú hai của mình. Vừa rồi, Tôn Càn Khôn đã nhận một vài cuộc gọi. Cũng chính vì trả lời vài cuộc gọi này mà Tôn Thiên mới hiểu thêm về người chú thứ hai này của mình. Người chú thứ hai vô cùng thanh cao này của hắn lại chịu cúi đầu ư. Có phải cháu đang thắc mắc tại sao chú lại rất cung kính? Thậm chí nhún nhường với những người qua điện thoại đó không? Tôn Càn Khôn vừa lướt mắt nhìn mặt Tôn Thiên, liền biết ngay trong lòng Tôn Thiên đang suy nghĩ điều gì, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Cứ như là chuyện hắn cung kính và nhún nhường với người qua điện thoại kia chẳng phải là chuyện gì đáng mất mặt cả. Chú à, cháu không biết bọn họ là ai? Ở Đông Hải, có ai có thể khiến chú phải cung kính và nhún nhường như vậy sao? Cho dù cả nước chắc cũng không có mấy người có thể khiến chú phải làm như vậy. Tôn Thiên không ngờ rằng sự ngạc nhiên trong lòng mình đã sớm bị chú hai nhìn thấu. Hơn nữa, vào lúc này lại là Tôn Càn Khôn chủ động lên tiếng. Tiểu Thiên, cháu phải nhớ rằng Tôn gia chúng ta là một trong những gia tộc lớn nhất và có uy danh rất cao ở Đông Hải. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ở Đông Hải thôi, rời khỏi Đông Hải, những gia tộc lớn giống như Tôn gia chúng ta nhiều vô số kể. Tôn Càn Khôn thong thả nói, trên mặt lộ ra một tia buồn bã. Hơn nữa, có rất nhiều thứ mà bình thường cháu không thể nhìn thấy được mà chỉ có đến khi nguy cấp cháu mới hiểu. Và bây giờ vẫn chưa phải lúc cháu cần biết. Tôn Càn Khôn nói xong liền khoát tay để Tôn Thiên rời đi. Hắn biết một số chuyện, nhưng lúc này chưa thích hợp để nói với Tôn Thiên. Bởi vì như vậy không phải là tốt cho Tôn Thiên mà là hại hắn.
Thân phận không tương xứng với thực lực mà lại biết những chuyện không nên biết thường sẽ dẫn đến nhiều tai họa. Sau khi Tôn Thiên đi khỏi, Tôn Càn Khôn dựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn. Tuy nhiên, dường như có một dấu vết của nỗi buồn và sự thù hận khó có thể nhận ra trong mắt hắn. Tô gia, bố à, lẽ nào chúng ta thật sự không làm gì sao? Tô Vĩ nhìn Tô Thế Minh với vẻ mặt lo lắng. Đương nhiên, Tô gia biết chuyện ở quận Khánh Phong. Ngay khi biết tin, Tô Vĩ đã đến gặp Tô Thế Minh và muốn Tô gia ra tay giúp đỡ công ty Danh Dương và giúp đỡ Chu Dương. Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của Tô Vĩ, Tô Thế Minh vẫn không có động tĩnh gì, như thể ông ta không hề nghe thấy những gì Tô Vĩ nói. Tô Vĩ, giờ vẫn chưa phải lúc, Chu tiên sinh chưa thông báo cho chúng ta đừng làm gì cả. Bố nghĩ cậu ấy có thể xử lý được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng từ sâu trong ánh mắt của Tô Thế Minh lại có chút lo lắng. Đối với sự việc lần này, rõ ràng Tô Thế Minh cũng như Tôn Càn Khôn, đều biết nội tình gì đó mà không thể cho người khác biết được. Và cũng bởi vì nội tình này nên họ cảm thấy kiêng dè. Lúc này, Tô Thế Minh thật sự lo lắng cho Chu Dương. Ông ta biết thế lực nào ra tay, nhưng không thể tùy tiện nói ra, cũng không thể trực tiếp nói cho Chu Dương biết. Hy vọng lần này, cậu ấy có thể an toàn vượt qua. Chương 638, nghĩ thông suốt rồi. Ở Đông Hải có rất nhiều người đều chú ý đến tình huống xảy ra ở quận Khánh Phong. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ nhất định với Chu Dương và công ty Danh Dương. Một vài người trong lòng tràn đầy hứng thú, muốn nhìn thấy Chu Dương xấu mặt, muốn xem cảnh tượng công ty Danh Dương bị sụp đổ. Nhưng cũng có không ít người lựa chọn yên lặng quan sát tình hình, trước khi có kết quả chính thức, họ sẽ không dễ dàng biểu hiện ra thái độ của mình. Vào lúc này Chu Dương đang ở trong văn phòng làm việc. Dáng vẻ nhàn hạ thoải mái, giống như sự việc xảy ra ở quận Khánh Phong không hề liên quan đến anh. Có lẽ bởi vì Chu Dương cho rằng những biến cố này sẽ không xảy đến với anh, hoặc không gì có thể gây ảnh hưởng đến công ty Danh Dương. Có điều sắc mặt của Chu Dương dần dần trở nên kỳ lạ. Anh vừa gọi điện cho Thẩm Bích Quân thì phát hiện cô không bắt máy. Thẩm Bích Quân là chủ tịch của công ty Danh Dương, lãnh đạo cao nhất ở đây, vào lúc này. Không những không đến công ty mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình cũng không có. Việc này khiến Chu Dương vô cùng ngạc nhiên, anh chỉ lo là cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Rốt cuộc cô ấy đã đi đến chỗ nào phát điên rồi chứ? Chu Dương vô cùng phiền não, đột nhiên anh nhớ đến, ngày hôm qua Thẩm Bích Quân hình như đã trở về Tạ gia với Tạ Linh Ngọc. Nghĩ đến đây, Chu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tạ Linh Ngọc. Tút, tút, tút. Cũng giống như khi gọi điện cho Thẩm Bích Quân, bên Tạ Linh Ngọc cũng không có người bắt máy. Chu Dương cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào tối qua hai người này đi chơi với nhau, cho nên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hoặc là hai người đã có một cuộc trò chuyện nhằm giải đáp mọi thắc mắc, sau đó quyết định không để ý đến mình nữa. Trong nháy mắt, đầu óc của Chu Dương xuất hiện rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng mỗi một cái đều không phải là chuyện tốt đối với anh. Chị Thiến. Chị qua đây một lát. Không còn cách nào khác, Chu Dương chỉ đành hỏi thăm từ chỗ Diệp Sở Thiến, anh kể lại chuyện này với cô ấy. Chu Tổng, sáng sớm nay tôi đã gọi điện cho Thẩm Tổng rồi, có điều lúc đó điện thoại của cô ấy đang trong tình trạng tắt nguồn không liên lạc được. Trên mặt Diệp Sở Thiến lộ ra vẻ nghi ngờ, cô không biết vì sao Chu Dương lại hỏi cô về chuyện này. Chẳng lẽ, giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân đã xảy ra chuyện gì, mà cô không biết sao? Không phải chứ. Trong lòng Diệp Sở Thiến không ngừng suy đoán, nhìn thấy vẻ mặt Chu Dương càng lúc càng không tốt, cô lập tức nói. Nhưng mà, một tiếng trước, Thẩm Tổng vừa mới gọi điện cho tôi, cô ấy bảo hôm nay sẽ không đến công ty, nói rằng có chuyện muốn nói với Tạ Linh Ngọc của Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ. Diệp Sở Thiến còn chưa nói hết câu, đã bị Chu Dương cắt ngang. Chị nói cái gì, Thẩm Bích Quân nói có chuyện muốn nói với Tạ Linh Ngọc sao? Trên mặt Chu Dương hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ. Trong tất cả khả năng mà anh nghĩ đến, cuối cùng lại là kết quả này. Thẩm Bích Quân vậy mà muốn trò chuyện với Tạ Linh Ngọc. Quan hệ của hai người họ từ khi nào lại tốt như vậy, không những lét lút nói chuyện, mà còn muốn tránh mặt ông chồng là anh đây nữa. Đúng vậy, sao vậy Chu Tổng, anh không biết chuyện này sao? Nhưng Tạ Tổng là vợ anh mà, Thẩm Tổng tâm sự với Tạ Tổng, lẽ nào anh lại không biết? Diệp Sở Thiến ngạc nhiên nhìn Chu Dương, lúc này giọng nói cô cũng dần nhỏ đi. Cuối cùng, Diệp Sở Thiến nhìn thẳng vào Chu Dương, ánh mắt trở nên kỳ lạ, thậm chí, cô còn cười thầm trong bụng,
Trong nháy mắt, Chu Dương như ngồi trên đống lửa. Anh không ngờ, mình vậy mà cũng có ngày bị Diệp Sở Thiến cười nhạo, mà lại còn cười một cách quang minh chính đại không hề che giấu. Đặc biệt, khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Diệp Sở Thiến, ngay cả anh cũng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trong lòng không hề thoải mái. Ha ha, biết chứ, tôi đương nhiên là biết rõ, việc các cô ấy nói chuyện với nhau, tôi đương nhiên có biết. Vài giây sau, Chu Dương lập tức thay đổi thái độ, không hề do dự nói. Chu Dương không muốn Diệp Sở Thiến nhìn ra được sơ hở, nên anh nhanh chóng đứng dậy, xoay lưng về phía cô. Bây giờ, khuôn mặt Chu Dương mới lộ ra vẻ tức giận. Thẩm Bích Quân kéo Tạ Linh Ngọc đi nói chuyện riêng, đã qua khoảng thời gian khá lâu như vậy mà vẫn chưa nói gì với anh. Thẩm Bích Quân có hiểu tâm trạng của chồng Tạ Linh Ngọc là anh hay không? Chẳng lẽ cô không sợ tâm trạng anh không tốt, lập tức không làm việc nữa sao? Ha ha, có điều, Chu Tổng, sự việc ở quận Khánh Phong, lẽ nào bây giờ chúng ta thật sự không làm gì sao? Nếu kẻ đứng sau những chuyện đó thấy chúng ta không có hành động gì, bọn chúng có thể không kiêng dè nữa, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Diệp Sở Thiến thu lại nụ cười trên mặt, cũng không định vạch trần Chu Dương, nhưng đến cuối cùng, vẻ lo lắng trên mặt cô vẫn như cũ không hề biến mất. Cho dù Chu Dương từng nói, kẻ đứng sau những chuyện này cũng chẳng hống hách được thêm bao nhiêu ngày nữa, bảo mọi người không cần đi tìm hiểu, ai muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, ai muốn đi chơi thì cứ đi chơi. Nhưng lo lắng trong lòng Diệp Sở Thiến vẫn không hề giảm bớt. Dù sao so với những việc trước đây thì sự việc lần này, đối thủ vừa xuất hiện lập tức ngắm trúng ba cửa hàng của quận Khánh Phong, ba nơi này tuy không phải là điểm then chốt của công ty Danh Dương nhưng nó cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chu Dương xua tay, sắp xếp lại đồ đạc, anh muốn nhanh chóng đi đến Tạ gia. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đang ở Tạ gia, Chu Dương vẫn có phần không yên tâm về việc này. Dựa vào tính cách của bà Tạ, sợ rằng Thẩm Bích Quân đã sớm không thể nhẫn nhịn, nếu hai người họ không xảy ra mâu thuẫn gì, vậy thì tốt. Lúc này, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vẫn đang ở trong quán cà phê. Hôm qua bọn họ ở đây nói chuyện cả đêm không về. Ông chủ quán cà phê vì nể tình hai người họ đều là những cô gái xinh đẹp, mới không nói họ đi nơi khác, vẫn cho họ ngồi ở trong quán suốt cả buổi tối. Bây giờ đã hiểu chưa? Thẩm Bích Quân đỡ lấy Tạ Linh Ngọc, trên mặt cô cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nói chuyện cùng Tạ Linh Ngọc cả đêm, giúp cô ấy hiểu rõ vấn đề, Thẩm Bích Quân cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ cô chỉ muốn được về nhà, nằm trên giường, nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật thoải mái. Lúc này, tuy viền mắt của Tạ Linh Ngọc hơi đỏ, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn hôm qua, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt ra, thì trạng thái tinh thần của cô ấy có khi còn tốt hơn Thẩm Bích Quân. Ừ, cảm ơn chị. Tạ Linh Ngọc khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói. Hôm qua gặp phải vấn đề không thể giải quyết như đi vào ngõ cụt, lúc đó, tâm trạng Tạ Linh Ngọc thật sự không tốt. Cô cảm thấy Chu Dương dường như đã không còn thuộc về cô nữa, giống như từ đầu đến cuối, anh chưa có lúc nào thuộc về cô. Nỗi buồn rầu bi ai đó một khi đã sinh ra, thì ngay chính Tạ Linh Ngọc cũng không thể khống chế được nó. Nhưng bây giờ, sau khi được Thẩm Bích Quân khuyên bảo, cuối cùng cô cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ mọi việc. Không phải chỉ có ngày hôm qua bản thân mới đi vào ngõ cụt, mà vấn đề này đã xuất hiện từ cách đây rất lâu rồi. Có điều lúc đó, Tạ Linh Ngọc vẫn chưa nhận thức được điều này. Chương 639, bà Tạ mời cơm. Cô vẫn luôn cho rằng tình cảm của cô với Chu Dương vốn dĩ rất mờ nhạt, bọn họ sở dĩ kết hôn với nhau, chỉ đơn thuần là do hai người cảm thấy phù hợp, lập tức hành động theo cảm tính mà thôi. Mà trải qua hàng loạt sự việc, nhất là hết lần này đến lần khác Chu Dương cứu cô từ trong tay của Trần Tuấn Sinh, điều này khiến cho trái tim của Tạ Linh Ngọc dần dần hướng về anh. Tạ Linh Ngọc đương nhiên phát hiện ra dường như cô đã đem lòng yêu Chu Dương. Ngay cả bản thân cô cũng là vào ngày hôm qua mới thật sự hiểu được tình cảm của mình. Nhưng khi nhận ra được điều này, áp lực trong lòng Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên tăng lên không ít. Bây giờ cô mới phát hiện, bên cạnh Chu Dương từ trước đến nay không hề thiếu phụ nữ. Trước đây cô tại sao lại không chú ý đến điểm này, không quan tâm đến Chu Dương, càng không hiểu được những việc xảy ra xung quanh anh. Lúc này khi Tạ Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh Chu Dương. Cho dù không có Tạ Linh Ngọc, thì vẫn có những người phụ nữ khác. Không cần nhắc đến những người khác, chỉ với một Thẩm Bích Quân đang đỡ lấy cô đây, cô ấy là người vô cùng quan trọng với Chu Dương, càng huống hồ,
còn có Trần Hân, Giang Yến ở tỉnh Tương Tây, thậm chí, còn có một chị Linh có thể thoải mái trò chuyện với Chu Dương. Những người này, khiến cho Tạ Linh Ngọc cảm thấy vô cùng áp lực. Không phải cô không tự tin, cho rằng bản thân không bằng họ. Nhưng bọn họ có người nào không phải là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ xinh đẹp, mà tài nghệ cũng không thua kém ai. Do đó bây giờ, Tạ Linh Ngọc hơi lo sợ. Cô sợ khi nhìn thấy Chu Dương, cô không biết phải dùng biểu cảm nào để đối mặt với anh. Dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng, bày tỏ tình cảm của mình. Hay là giả vờ như không biết, vẫn như trước đây duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Sao rồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút nhé. Thẩm Bích Quân cười nói, trên mặt nở một nụ cười hài lòng, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự mất mát. Cô khuyên nhủ Tạ Linh Ngọc, đưa cô ấy thoát ra khỏi bế tắc, đồng thời giúp Tạ Linh Ngọc hiểu rõ được tình cảm của cô ấy đối với Chu Dương. Đây là chuyện tốt với Tạ Linh Ngọc, nhưng không phải là chuyện tốt đối với Thẩm Bích Quân. Một khi Tạ Linh Ngọc hiểu rõ tình cảm thật sự của cô ấy với Chu Dương, thì phản ứng của Chu Dương chỉ có hai loại. Một là vui sướng như điên, sau đó tiếp nhận tình cảm của Tạ Linh Ngọc, sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày với cô ấy. Hai là, anh sẽ từ chối, rồi hai người họ dần dần tách khỏi nhau. Dù sao, tình huống như vậy, cũng không phải việc hiếm thấy, càng huống hồ Thẩm Bích Quân cũng biết rõ mối quan hệ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc. Chu Dương ở rể nhà Tạ gia, hơn nữa thái độ của bà Tạ đối với Chu Dương rất tệ, khiến cho cô cảm thấy rất tức giận. Nếu không phải nể tình Tạ Linh Ngọc thì Thẩm Bích Quân có thể đã không kiềm chế được mà dạy cho bà ta một bài học. Bây giờ, bà Tạ vẫn còn tỏ thái độ như vậy với Chu Dương, mà không phải chỉ có mình bà ta, thậm chí cả những họ hàng khác của Tạ gia, trong lòng họ đều xem thường Chu Dương. Với người có gia thế lớn như vậy, Chu Dương sẽ quyết định như thế nào, Thẩm Bích Quân đều có thể hiểu được. Không cần đâu, bây giờ em cảm thấy rất tốt, muốn trở về công ty một lát. Tạ Linh Ngọc lắc đầu. Vậy được, chúng ta cùng đi đến công ty. Thẩm Bích Quân cười nói. Hai người lấy lại tinh thần, chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, đi về phía công ty. Vào lúc này, một chiếc Maserati đột ngột dừng lại trước mặt hai người. Chu Dương bước xuống xe, trên mặt anh tràn đầy vẻ nghi ngờ, khi nhìn thấy hai người họ đang dắt tay nhau. Trông thấy sắc mặt có phần tái nhợt của hai người, giống như cả đêm không hề chợp mắt. Lẽ nào, hai cô ấy thức trắng cả đêm hôm qua? Trong lòng Chu Dương thầm suy đoán. Hai người đang muốn đi đâu vậy? Chu Dương cười nói. Thấy Chu Dương xuất hiện, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Khi Thẩm Bích Quân đối mặt với Chu Dương, trạng thái của cô vẫn khá tốt, không khác biệt lắm so với trước đây. Trái lại Tạ Linh Ngọc, khi nhìn thấy Chu Dương, gương mặt cô lập tức ửng đỏ, ánh mắt hơi dịch chuyển, không dám nhìn vào anh, thậm chí, ngay cả cánh tay của cô đang khoác vào tay Thẩm Bích Quân, cũng dùng lực rất lớn. Ha ha, bọn tôi đang chuẩn bị đến công ty, sao nào, anh muốn đưa chúng tôi đi sao? Thẩm Bích Quân vẫn khéo léo như trước, bình thản cười nói. Nhất cử nhất động của cô không hề có sự khác biệt so với mọi ngày. Được, nhìn dáng vẻ của hai người, lẽ nào tối qua không ngủ sao? Hay là ngủ không ngon giấc, trạng thái tinh thần không được tốt lắm? Chu Dương nghi ngờ nói, anh lập tức mở cửa xe, cho Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân bước vào. Có Thẩm Bích Quân mở đầu, Tạ Linh Ngọc đương nhiên cũng không từ chối. Hai người ngồi trên xe, lập tức yên tĩnh lại. Trong lòng Chu Dương vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhìn vào mắt họ, anh cũng không phát hiện ra có điều gì khác thường, nên cũng không để ý nữa. Có điều, anh vẫn luôn nhớ đến chuyện mà Diệp Sở Thiến vừa nói với anh, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đã nói chuyện riêng với nhau. Khi anh đến đây, vừa lúc nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, anh không khỏi nhớ đến lời của Diệp Sở Thiến. Trong lòng Chu Dương lập tức xuất hiện nhiều nghi vấn. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc rốt cuộc là đã nói chuyện gì, nhìn dáng vẻ lúc này của họ, giống như trò chuyện vô cùng vui vẻ. Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng vẫn cứ chần chừ, Chu Dương lái xe đến dưới tòa nhà công ty, nhìn hai người bước xuống xe, đi vào bên trong, đến cuối cùng anh vẫn chưa hỏi điều anh muốn biết. Thẩm Bích Quân dường như cũng nhìn ra được ý định của anh, nên cô không hề cho anh bất cứ cơ hội nào. Cô nhanh chóng dẫn Tạ Linh Ngọc bước vào văn phòng làm việc của mình. Chu Dương nhìn hai người họ chạy như bay vào tòa nhà, không khỏi nở nụ cười gượng gạo. Đành vậy, không cần để ý đến chuyện của hai người họ, nhìn thấy họ như vậy, nhất định là không xảy ra chuyện gì xấu đâu. Chu Dương cuối cùng vẫn không hỏi vấn đề mà anh thắc mắc.
Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc ở trong văn phòng nghỉ ngơi không bao lâu, thì nhận được một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Alo, Tạ Linh Ngọc nhận cuộc gọi, một lúc sau cô nhíu chặt đôi lông mày của mình. Cô không biết mẹ gọi cho cô vào lúc này là có chuyện gì. Nghe thấy giọng nói của bà, giống như vừa gặp được chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Điều này khiến Tạ Linh Ngọc nảy sinh lòng cảnh giác. Được, con biết rồi. Bà Tạ nói được mấy câu, rồi lập tức vui vẻ cúp máy. Sau khi Tạ Linh Ngọc tắt điện thoại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Bích Quân. Chuyện gì vậy? Thẩm Bích Quân nghi ngờ hỏi. Mẹ em nói, muốn mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã giúp đỡ em. Tạ Linh Ngọc cười khẽ nói. Rõ ràng việc bà Tạ mời Thẩm Bích Quân ăn cơm, trông có vẻ không có vấn đề gì, chỉ đơn thuần muốn cảm ơn cô mà thôi. Nhưng trong lòng Tạ Linh Ngọc vẫn thấy thắc mắc khó hiểu. Cô không biết trong lòng mẹ mình có phải còn có ý đồ nào khác không? Được rồi, có cần gọi Chu Dương đi cùng không? Trái lại Thẩm Bích Quân lập tức nhận lời, còn nhắc đến Chu Dương. Dù sao, Chu Dương với Tạ Linh Ngọc cũng là vợ chồng, mà anh lại còn là cổ đông của công ty. Được, gọi anh ấy theo cùng vậy. Chương 640, xuất phát. Chu Dương thấy rất kinh ngạc. Khi Tạ Linh Ngọc tới và nói bà Tạ muốn mời Thẩm Bích Quân dùng cơm, anh cực kỳ ngạc nhiên. Bà Tạ và Thẩm Bích Quân từ khi nào lại thân thiết như vậy, mới gặp nhau một lần mà hôm sau đã muốn mời khách dùng bữa. Điều khiến Chu Dương bất ngờ nhất là, Tạ Linh Ngọc cũng bảo anh tới. Mối quan hệ giữa anh và bà Tạ như nào, Tạ Linh Ngọc biết rõ nhất, vậy mà giờ cô cũng bảo anh đi. Tức là có ý gì? Chu Dương im lặng nhìn Tạ Linh Ngọc, trong lòng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Một mặt, anh không biết mục đích bà Tạ mời Thẩm Bích Quân dùng bữa là gì. Mặt khác, liệu anh có đến đó có ổn không, có gây ra mâu thuẫn nào không? Dù sao thì trong mắt bà Tạ, anh chỉ là thằng phế vật, không nên xuất hiện trên đời. Chu Dương có thể tưởng tượng cảnh anh ở trước mặt bà Tạ sẽ lập tức quát lớn, hận không thể băm anh thành trăm mảnh. Nhìn thấy nét do dự trên mặt Chu Dương, Tạ Linh Ngọc hơi xót xa. Cô biết tại sao Chu Dương chần chừ như vậy? Đều là vì bà Tạ. Nếu như không phải do mẹ cô khinh thường Chu Dương, thậm chí 5 lần 7 lượt chửi tận mặt Chu Dương là đồ phế vật, thì mối quan hệ giữa hai người họ đã không xa cách, lạnh lùng như này. Trong lòng Tạ Linh Ngọc vô cùng mâu thuẫn, cô không biết nên làm gì. Một bên là mẹ, còn một bên là người mà giờ cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh. Hai người này, lẽ ra đều là người quan trọng nhất bên cạnh cô. Vậy mà bây giờ họ cứ như nước với lửa, thật sự thì bà Tạ rất khinh miệt Chu Dương, không bao giờ hài lòng về anh. Chu Dương có thể tưởng tượng được viễn cảnh khi hai người họ gặp nhau, thì cô cũng đoán được. Tạ Linh Ngọc trong phút chốc nhíu chặt chân mày lại. Cô biết, vì bà Tạ nên có thể Chu Dương không đi. Nhưng nếu vậy, sẽ khiến cô và anh càng thêm xa cách. Dù sao thì quan hệ giữa cô và anh có như thế nào đi nữa, bà Tạ luôn luôn chặn ở giữa. Anh không đi à? Tạ Linh Ngọc hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng, nếu Chu Dương không chú ý thì anh còn không nghe được. À, nếu em nói vậy, thì đương nhiên anh đi rồi. Thế nhưng, dù giọng của cô nhỏ đến đâu, Chu Dương vẫn nghe thấy. Anh cũng cảm nhận được chút mất mát buồn bã trong giọng Tạ Linh Ngọc. Nên Chu Dương không hề do dự mà đồng ý ngay. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa anh và bà Tạ, là vì bà Tạ không coi trọng anh thôi. Đến lúc đó, chỉ cần Chu Dương không để ý đến bà Tạ, tin rằng một người vô vị như bà ta e là cũng sẽ tự cảm thấy nhàm chán. Thật chứ? Nghe thấy Chu Dương nói vậy, Tạ Linh Ngọc rất ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, thở dài nhẹ nhõm. Chu Dương đồng ý đi rồi, mọi lo âu trong lòng cô đều tan thành mây khói. Nếu sợ anh và mẹ có mâu thuẫn lớn, bà Tạ có thể sẽ lại chế nhạo anh trong bữa ăn, thì cô sẽ nghĩ cách giúp anh không thấy khó xử. Vậy khi nào thì chúng ta đi? Tạ Linh Ngọc vội vàng hỏi lại. Bà Tạ vừa gọi điện thoại tới, nói là đã đặt bàn trước ở khách sạn, cũng sắp đến giờ ăn rồi, còn bà ta đang đợi Thẩm Bích Quân. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa là tới thời gian khai bữa trưa, nếu tính cả lúc đi đường thì bây giờ cũng nên xuất phát. Đi ngay bây giờ ư? Được, vậy đi luôn thôi. Thời gian gấp gáp quá, Chu Dương không còn lựa chọn nào khác. Ngay lúc sau anh nghĩ, hôm qua Thẩm Bích Quân mới ghé qua Tạ ra một chuyến, gặp bà Tạ một lúc. Vậy mà bây giờ, bà ta đã nóng lòng mời cô đi dùng bữa. Nếu bảo bà Tạ chỉ đơn thuần mời cô ăn bữa cơm mà không còn mục đích nào khác,
Chu Dương chắc chắn không tin. Như những gì anh biết về bà ta, thì nếu không vì lợi ích, bà ta sẽ không đối xử nhiệt tình với người khác như vậy. Được Chu Dương đồng ý, Tạ Linh Ngọc rất vui. Cô khoan khoái quay lại phòng làm việc của Thẩm Bích Quân, muốn bảo với Bích Quân rằng anh đã bằng lòng đi. Nếu anh ấy đi thì tốt rồi, nhưng Linh Ngọc à, mối quan hệ giữa Chu Dương và bà Tạ, thì chị muốn em nhớ rõ, thậm chí là khi có chị càng phải nhớ kỹ hơn. Vì nếu họ có xảy ra mâu thuẫn gì, đừng trách chị vì đã đứng về phía Chu Dương. Thay vào đó, Thẩm Bích Quân bộc lộ rõ lập trường và thái độ của mình với Tạ Linh Ngọc, nhắc nhở Linh Ngọc lỡ có phát sinh vấn đề gì, cô sẽ không do dự bênh vực Chu Dương. Em biết rồi. Tạ Linh Ngọc nghe vậy, hơi trầm tư suy nghĩ một chút, nhưng nhanh chóng nghiêm túc gật đầu. Thực ra lời Bích Quân nói cũng hợp tình hợp lý. Như vậy thì, dù là với Chu Dương, Thẩm Bích Quân, mẹ cô hay bản thân cô đi nữa, đó cũng là cách giải quyết tốt nhất. Cô cũng biết rõ, khả năng nảy sinh mâu thuẫn giữa Chu Dương và mẹ là rất cao. Thế nhưng, nếu mời Thẩm Bích Quân và chị ấy cũng đồng ý, thì không thể bỏ mặc Chu Dương được. Chiếc xe Maserati của Thẩm Bích Quân chạy về hướng khách sạn, còn người ngồi trong xe ai cũng có tâm tư riêng. Lần này, chỗ bà Tạ mời Thẩm Bích Quân dùng bữa là một khách sạn khá nổi tiếng ở Đông Hải, không xa khu Tạ gia lắm, đó là khách sạn 5 sao Cảnh Thái. Chu Dương và hai người còn lại tới khách sạn, còn chưa dừng xe đã thấy bà Tạ đứng ở cửa, ngó nghiêng trái phải như đang chờ ai tới. Sao bà ta lại ra ngoài này đợi? Chu Dương thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, bà Tạ là người kiêu ngạo khó gần, không bao giờ chu đáo với người khác như vậy. Lúc trước, khi Trần Tuấn Sinh còn theo đuổi Tạ Linh Ngọc, anh cũng chưa thấy bà ta niềm nở thế này. Chẳng lẽ bà ta coi trọng Thẩm Bích Quân đến vậy sao? Chu Dương lái xe chậm rồi dừng hẳn trước cửa khách sạn, anh không muốn vừa xuống xe đã phải chào hỏi, dù anh cũng đoán được trước kết cục sắp tới là gì. Từ trước đến giờ đều vậy, vẫn là thái độ khinh bỉ và khiêu khích dành cho anh. Nếu thế, anh dứt khoát không xuống xe nữa, để đỡ bị bà Tạ mỉa mai. Bình thường, Maserati là chiếc xe sang trọng, nhưng đậu trước khách sạn 5 sao như Cảnh Thái, trông nó không khác gì loại xe bình thường. Bà Tạ đứng chờ trước cửa khách sạn cũng sắp được nửa tiếng rồi. Nếu như trước đây, bà ta chắc chắn sẽ không đứng đợi lâu như vậy. Nhưng lần này, người bà ta mời tới không giống thế, thậm chí đây còn là cơ hội lớn đối với Tạ gia. Thế nên, nhất định bà ta phải nỗ lực thể hiện được thành ý của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.